các bạn với một cái khát khao cháy bỏng, một cái tình yêu thương, đấy là lan tỏa giá trị cùng những cái cánh tay kết nối với những cái con người yêu thích sự phát triển, yêu thích kinh doanh và thích kiếm tiền ngồi tại nhà, phát triển không giới hạn. Đấy, để chúng ta cùng làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, để chúng ta cùng giúp cộng đồng bảo vệ sức khỏe, giúp cho cộng đồng cùng nhau chia sẻ những cái giá trị về tinh thần, giá trị về trí tuệ, phương pháp kinh doanh, để chúng ta cùng có cái cải thiện chất lượng cuộc sống. Và để khởi đầu chia sẻ cho cái cơ hội này thì tôi sẽ giới thiệu lên đây một con người rất là tuyệt vời. Bạn còn khá là trẻ, đến từ miền Nam, trước kia là một cô giáo dạy chữ đẹp và cũng đã từng kinh doanh nhiều năm tháng đấy, nhưng gặp bế tắc và cũng chưa thành công đấy. Và nhờ cái sự lựa chọn là cái mô thức kinh doanh và cái phương tiện Simon Reddit, mà ngày hôm nay thì bạn đã có một cái sự thành công, đã phát triển rất là tuyệt vời, có một cái trái tim ấm áp, một cái tình yêu thương, một cái năng lượng, một cái kiến thức, một cái sự mà sẵn sàng chia sẻ cho đi với tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ đón nhận, chia sẻ xem tại sao bạn lại lựa chọn cái mô thức kinh doanh và cái đối tác kinh doanh này. Đấy, và cái đối tác kinh doanh này là gì? Có những cái giải pháp, sản phẩm như thế nào, mà tại sao con người lại cần nó, và tại sao cái thời điểm này lại có thể kinh doanh thành công được? Xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Phương Dung đến từ Bình Dương. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh vàng quốc gia Trương Huy Cường. Cảm ơn anh rất là nhiều bởi vì đã có những cái lời quảng bá rất là tốt đẹp về Phương Dung. Và cảm ơn, xin chào tất cả các bạn đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay, và xin chào tất cả các bạn đang có đang xem livestream trực tiếp trên Facebook. Phương Dung xin giới thiệu tên đầy đủ là Bùi Thị Phương Dung. Hiện tại thì Phương Dung đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Thì năm nay Phương Dung 32 tuổi. Trước đây thì Phương Dung, giống như là giới thiệu của thủ lĩnh vàng quốc gia Trương Huy Cường, thì Phương Dung từng là giáo viên và cũng từng kinh doanh. Thì trước đây là Phương Dung là giáo viên về chữ đẹp, đồng thời cũng là chuyên viên makeup. Và Phương Dung cũng từng kinh doanh truyền thống. Trước đây thì Phương Dung cũng từng thành lập công ty, đó là công ty du lịch. Nhưng mà rất là vui, rất là hài. Thành lập chừng 2 tháng thì giải thể luôn sau cái chuyến tổ chức tour du lịch đầu tiên. Đó là một phần, đó là do cái sự bất đồng đối với người hợp tác. Và thứ hai đó là do cái vấn đề về vốn liếng, và sau đó là trả về mặt nhân sự, và rất rất nhiều yếu tố chi phối. Và Phương Dung cũng rất là may mắn, gọi là sáng suốt, khi mà mình kịp thời mình tỉnh ngộ ra, và Phương Dung đã giải thể ngay lập tức. Thì cũng mất một cái số tiền nó không phải là quá lớn đối với mọi người, nhưng đó cũng là một số tiền khá lớn đối với Phương Dung đó mà. Và thời điểm đó thì Phương Dung xem cái số tiền mình bỏ ra đó là một cái bài học rất là giá trị và vô cùng giá trị cho mình. Và thế là Phương Dung là không nhất quyết là sẽ không bao giờ thành lập công ty nữa. Và sau đó là Phương Dung tiếp tục quay lại với cái công việc dạy học của mình. Khi quay lại với công việc dạy học thì Phương Dung cũng lại tiếp tục có kinh doanh, vừa dạy học vừa kinh doanh, đó là Phương Dung kinh doanh các sản phẩm về chữ đẹp. Nhưng mà thực sự mà nói, nó rất là cực các bạn. Kinh doanh truyền thống nó rất là cực. Tiền thì chúng ta kiếm đồng bạc lẻ, nó mà bỏ công sức chất xám chúng ta bỏ ra rất là nhiều, nhưng chúng ta sẽ không có thu lại được bao nhiêu. Và Phương Dung bắt đầu là chuyên tâm vào công việc dạy học của mình. Và trong thời điểm mà Phương Dung đang chuyên tâm dạy học thì có thể nói là đó là cái thời điểm đỉnh cao của cái ngành nghề luyện chữ đẹp. Phương Dung đào tạo rất là nhiều, đào tạo giáo viên, sinh viên, tất cả mọi ngành nghề trong xã hội. Nhưng mà cái thời điểm đó thì cũng đang trong cái lúc đỉnh cao đó, thì Phương Dung đã quyết định đó là chuyển hướng tập trung chuyên tâm hợp tác cùng với tập đoàn sức khỏe Suri. Và Phương Dung một cái sự chuyển hướng mà khiến cho mọi người rất là ngỡ ngàng. Mọi người gần như là, có những người gần như là bị sốc, không hiểu lý do tại sao một cô giáo đang nổi tiếng như thế, đang có một cái sự nghiệp đỉnh cao như thế, mà tại sao lại chuyển hướng như thế. Rồi nhiều người nghĩ là tại sao đi làm một cái công việc mà xã hội định kiến. Nhưng mà Phương Dung với một cái niềm tin sắt đá và với một cái sự quyết đoán của mình, Phương Dung biết con đường mình lựa chọn nó là cái gì. Và Phương Dung thích network marketing. Phương Dung đã biết network marketing từ năm 2013, là đến nay là gần 10 năm, là gần 7 năm. Thì khi biết network marketing từ năm 2013 thì Phương Dung đã nhìn ngay ra được giá trị của cái ngành kinh doanh network marketing. Và trong lòng Phương Dung luôn đau đáu, một ngày nào đó Phương Dung sẽ trở lại cái ngành network marketing. Và điều đó nó đã trở thành sự thật. Đó là năm 2018 Phương Dung đã quyết định là quay trở lại với ngành network marketing và chọn Suri là bến đỗ cuối cùng của mình trong cái ngành kinh doanh này. Và ngày hôm nay Phương Dung rất là hạnh phúc
khi mà được Thủ lĩnh Vàng Quốc gia Trương Huy Cường cho phép Phương Dung ở đây trong buổi Zoom này chia sẻ với tất cả các bạn trong buổi Zoom cũng như các bạn đang xem trên Facebook những cái chia sẻ của mình. Và ngay bây giờ thì Phương Dung xin phép được đi vào cái phần chia sẻ của mình, đó là cơ hội làm chủ cuộc sống trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì khi đến với tập đoàn Sức Khỏe Seri á, thì chúng ta sẽ có bốn sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Đó chính là cái sự lựa chọn đầu tiên là chúng ta sẽ trở thành người tiêu dùng thông minh. Người tiêu dùng thông minh là như thế nào ạ? Khi mà chúng ta mua bất kỳ một cái sản phẩm nào đó ở ngoài thị trường, chúng ta sẽ rất khó để được giảm giá, đúng không nào? Ngay cả khi các bạn đi mua hàng ở siêu thị, các bạn phải bỏ ra một số tiền rất lớn, nhưng các bạn cũng chỉ được một cái thẻ thành viên và được cái mức giảm giá rất là thấp luôn. Nhưng mà khi đến với Seri thì chúng ta có thể mua bất kỳ những cái sản phẩm nào phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình, từ những sản phẩm uống bên trong, bôi bên ngoài cho đến nhà tắm trên bàn ăn, vân vân. Rất nhiều sản phẩm ở Seri đáp ứng nhu cầu của chúng ta và cả gia đình. Và khi mà chúng ta mua sản phẩm ở Seri thì chúng ta đều được chiết khấu 25% trên tổng hóa đơn, chiết khấu 25% trước thuế trên tổng hóa đơn, và chúng ta sẽ trở thành một người tiêu dùng vô cùng thông minh khi tiết kiệm được 25% chi phí mua sắm của chúng ta, đúng không nào? Và cái sự lựa chọn thứ hai ở Seri đó chính là nếu như các bạn đang có một cái công việc chính và các bạn chúng ta cảm thấy cái công việc đó của mình, cái nguồn thu nhập nó không thể đáp ứng được cuộc sống hàng ngày của mình, thì chúng ta có quyền lựa chọn cho mình một cái công việc khác mà nó có cái nguồn thu nhập bổ sung. Thì Seri là một công việc giúp cho các bạn có một cái thu nhập bổ sung vô cùng tuyệt vời, với cái thu nhập có thể là từ 12 cho đến 22 triệu nếu như mỗi ngày các bạn dành ra từ 2 cho đến 3 tiếng để các bạn tập trung làm việc cùng với Seri. Và nếu như khi mà các bạn đã hợp tác cùng với tập đoàn Sức Khỏe Seri, các bạn thấy được rằng ở Seri là một tập đoàn vô cùng nhân văn, giá trị của sản phẩm Seri vô cùng tuyệt vời, các bạn nhìn thấy được mọi giá trị ở Seri mà các bạn có thể đặt niềm tin gửi gắm sự nghiệp của mình ở đây, thì chúng ta có thể chọn Seri làm công việc chính của mình và toàn thời gian chúng ta tập trung dành cho Seri. Giống như Phương Dung bây giờ là Phương Dung khi mà chuyển hướng sang Seri thì ban đầu thì Phương Dung chỉ là thu nhập bổ sung, nhưng mà sau đó thì Phương Dung đã thấy được mọi giá trị Seri, thì Phương Dung đã quyết tâm là ngưng tất cả các công việc của mình, ngưng việc dạy chữ, ngưng kinh doanh truyền thống và ngưng luôn việc đào tạo make up. Và Phương Dung chọn Seri làm toàn thời gian và chuyên tâm với nó. Thì khi mà các bạn chọn là công việc chính thì các bạn sẽ có một cái nguồn thu nhập là từ 40 cho đến 105 triệu, và đây là một cái mức thu nhập mà bản thân Phương Dung đã đạt được rồi. Và khi mà đến với Seri, khi các bạn có một cái công việc chính và các bạn ngày càng nhận được nhiều giá trị tại Seri, thì chúng ta có quyền lựa chọn cho mình sẽ có một doanh nghiệp lớn tại Seri. Điều này Seri tạo điều kiện, mọi điều kiện cho chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không lựa chọn? Đã nghĩ không nghĩ thì thôi, nghĩ thì phải nghĩ lớn, không làm thì thôi, làm thì phải làm cho lớn, đúng không nào? Nếu đã lựa chọn được một cái công cụ, một phương tiện vô cùng tuyệt vời, thì tại sao chúng ta không nghĩ lớn cho mình? Đó là hãy xác định là chọn một cái doanh nghiệp lớn tại Seri, và bản thân Phương Dung cũng xác định là mình sẽ chọn Seri là một cái doanh nghiệp lớn chứ không dừng ở chỉ là một công việc chính. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sự lựa chọn đầu tiên, đó là mua hàng giảm giá 25%. Phương Dung ví dụ ở Seri có một cái sản phẩm đó chính là trà Tea Body giá 115.500 đồng và một sản phẩm bộ ba rò thải cấp độ tế bào 544.500 đồng. Hai sản phẩm này vô cùng tuyệt vời, có thể đào thải độc tố trong cơ thể, cấp độ tế bào, làm sạch đường ruột của chúng ta. Vậy thì khi mà các bạn mua hai sản phẩm này, tổng số tiền trị giá là 660.000. Vậy thì khi mà các bạn mua, các bạn sẽ được công ty như thế nào ạ? Là chiết khấu giảm giá trước thuế cho các bạn là khoảng là 150.000. Và một điều vô cùng tuyệt vời là khi các bạn mua dù một hoặc hai sản phẩm, các bạn vẫn được xuất hóa đơn đỏ đầy đủ ạ, và được công ty ship về tận nơi cho các bạn rất tiện lợi. Và đặc biệt nó vô cùng tuyệt vời là khi các bạn đang trong cái mùa dịch, mà đang trong cái cơn đại dịch Covid này, đúng không, chúng ta không đi đâu được, thì Seri tạo điều kiện thuận lợi là sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn. Đấy, rất là tuyệt vời, và chúng ta sẽ tiết kiệm được 25% chi phí. Tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguồn thu nhập bổ sung. Đó là một ngày chúng ta dành 2 cho đến 3 tiếng để chúng ta có thêm cái nguồn thu nhập tại đây. Chỉ cần các bạn dành 2-3 tiếng để chia sẻ giá trị của Seri đến với mọi người, thì các bạn đã có một cái nguồn thu nhập từ 12 đến 22 triệu. Bản thân Phương Dung khi đang còn làm giáo viên và Phương Dung làm việc công việc bổ sung, thì một tháng Phương Dung đã có tầm 16 cho đến 19 triệu chứ không phải là 12 triệu rồi.
và ngoài ra thì còn rất là nhiều quyền lợi khác. À, tiếp theo đó chính là nếu như các bạn chọn đây là công việc chính, chỉ cần các bạn giúp cho từ 5 cho tới 10 người có được thu nhập từ 12 cho tới 22 triệu thì đồng nghĩa với các bạn sẽ có một cái nguồn thu nhập từ 40 cho đến 105 triệu. Và cái điều này thì Phương Dung đang làm được rồi. Phương Dung đang giúp cho những người trong hệ thống của Phương Dung ngày hôm nay họ cũng có thu nhập là trên 10 triệu, 12 cho đến 22 triệu cũng có rồi. Và ngoài ra thì mình còn được những cái lớp đào tạo riêng, những cái đào tạo đẳng cấp về kinh doanh. Nếu như bạn chưa biết kinh doanh không sao, chúng ta đều có thể được đào tạo tại hệ thống SO9, hệ thống đáng tham gia nhất hành tinh. Và tiếp theo đó chính là nếu như các bạn chọn Supri là một doanh nghiệp lớn thì như thế nào? Thì chỉ cần các bạn giúp cho 5 cho tới 10 người có một cái nguồn thu nhập đó là từ 40 cho đến 105 triệu thì các bạn sẽ có một cái nguồn thu nhập từ 210 triệu và cao hơn nữa. Ngoài ra các bạn sẽ được nhận mọi giá trị Supri, đó là những chuyến du lịch đẳng cấp, những chuyến du lịch miễn phí và chúng ta có những cái cơ hội được đào tạo trở thành leader và chúng ta sẽ trở thành những người leader, những người truyền cảm hứng vô cùng vĩ đại và ở Supri cho chúng ta tất cả mọi giá trị nếu như chúng ta chọn đây một doanh nghiệp lớn. Và Phương Dung rất là thích một câu của thủ lĩnh vàng quốc gia Trương Huy Cường, đó là làm Supri càng làm lâu càng vào sâu thì nó càng sướng, và đúng thật là càng ngày càng sướng. Và thấy ở trong cái mùa Covid này thì đúng làm Supri nó vô cùng sướng luôn. Chính vì đó Phương Dung rất là thích. Và ở đây là khi đến với Supri thì thực sự Phương Dung rất là cảm xúc khi mà nhắc đến cái slogan của Supri, đó chính là thực sự Supri, thực sự sáng tạo và vì con người. Vậy Phương Dung xin phép được chia sẻ một chút xíu về cái slogan này. Đó chính là thực sự Supri nghĩa là sao? Nghĩa là ở Supri tất cả các sản phẩm của Supri thì được chiết xuất lấy nguồn nguyên liệu từ một cái vùng thảo dược hoang dã, vô cùng hoang dã. Có thể nói đây là một cái vùng thảo dược còn sót lại trên hành tinh mà không có nền văn minh chạm đến, đúng không ạ? Và ở đây khi đến với Supri thì chúng ta được ăn những cái viên sản phẩm, nó là tinh túy trời đất của vùng đất Supri. Các bạn có biết được là Supri là một cái vùng thảo dược của Supri, nó rất là rộng lớn, nó rộng gấp 40 lần của Việt Nam, nó rộng bằng lãnh thổ của châu Âu, lớn hơn Trung Quốc và lớn hơn Mỹ. Và ở đây các nguồn thảo dược của nó có một cái tính dược lực vô cùng mạnh mẽ và có một cái hồ Baikal là tấm gương vũ trụ lớn nhất của thế giới và một cái hồ nước ngọt. Hồ nước ngọt này có thể, nếu như các nhà khoa học người ta ước tính, nếu như thế giới mất đi cái nguồn nước ngọt thì cái hồ Baikal này có thể đáp ứng được cái nguồn nước ngọt cho cả thế giới trong vòng 40 năm. Đấy các bạn thấy. Và cái khí hậu ở vùng Siberia vô cùng khắc nghiệt, đó là 9 tháng mùa đông thì nhiệt độ nó âm 60 đến 70 độ và 3 tháng mùa hè thì sẽ là nhiệt độ nhảy lên dương 40 độ. Vậy thì các bạn nghĩ rằng nếu như cơ thể chúng ta sống trong một cái khí hậu khắc nghiệt như vậy thì liệu rằng chúng ta có thể nào sống được hay không? Nhưng mà các thảo dược của vùng Siberi thì hoàn toàn có thể sinh sôi phát triển và cho ra đời, và các nhà khoa học của chúng ta đã bằng những cái chất xám của mình, bằng cái trí tuệ của mình và cùng với công nghệ sản xuất hiện đại đã sử dụng những cái nguồn thảo dược Siberi này để có thể chiết xuất ra những cái viên thảo dược Siberi vô cùng tuyệt vời, để ngày hôm nay đã giúp cho hàng triệu người trên thế giới thay đổi được sức khỏe của họ. Và ở Siberi thì Phương rất là thích, đó là một cái thực sự sáng tạo. Ở đây có nghĩa là gì? Là Siberi có 3 tổ hợp sản xuất và có một đội ngũ gần 100 nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới và Nga đang ngày đêm họ đang nghiên cứu mày mò sáng tạo ra những cái viên sản phẩm, và ngày càng có những cái sản phẩm có những cái công thức vô cùng tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu của chúng ta trong thời hiện đại và giúp cho chúng ta ngày càng khỏe hơn đấy. Và một cái điều mà Phương Dung vô cùng hạnh phúc và khiến cho Phương Dung gắn bó với Siberi lâu dài đó chính là cái tính cộng đồng, đó là vì con người. Bản thân Phương Dung là một người là luôn hướng tới cộng đồng và luôn luôn hướng tới xã hội, hướng tới những giá trị nhân văn. Khi đến với Siberi và Phương Dung thấy đây là một cái ngành network marketing nó đã hướng tới cộng đồng rồi, mà Siberi lại là một công ty hướng tới cộng đồng nhiều hơn. Các sản phẩm thì giá rất là mềm, rất là bình dân, dành không chỉ dành cho người nghèo, người trung lưu mà dành không chỉ dành cho người giàu rồi người trung lưu mà dành cho cả người nghèo cũng có thể dùng, dù chỉ một hộp trà 110 mấy ngàn. Các bạn thấy đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà giá mềm, giá rẻ thì không có nghĩa là nó là của rẻ là của ôi, mà sản phẩm rẻ nhưng vô cùng chất lượng, đây là điều mà Phương Dung vô cùng tâm đắc và đây là cái slogan của công ty. Tiếp theo Phương Dung xin giới thiệu về lịch sử công ty, đó chính là tập đoàn sức khỏe Siberi đã ra đời nay là 24 năm, được thành lập năm 1996 và đến nay thì đã có 24 năm phát triển thành công trên thế giới. Và Siberi có trên 250 sản phẩm và có mặt ở 26 quốc gia. Thì các bạn có thể thấy là ở trên bản đồ ở đây, đó là các quốc
gia mà Sibri đã có mặt. Và đặc biệt các bạn có thể thấy là Sibri đã có mặt ở hai thị trường khó tính nhất, đó chính là thị trường Đức và thị trường Mỹ. Năm 2009 thì vào thị trường Đức và 2010 thì vào thị trường Mỹ. Và các bạn biết là để vào được hai thị trường khó tính này thì phải trải qua những cái hàng rào kiểm soát rất là khắt khe về kỹ thuật, đặc biệt là ở thị trường Mỹ phải trải qua cái hàng rào FDA vô cùng khó khăn. Vậy thì cái điều này chứng minh điều gì? Chứng minh là cái chất lượng sản phẩm của Sibri thì không thể nào bàn cãi nữa rồi, và vấn đề là chúng ta chỉ cần trải nghiệm nó mà thôi. Và tiếp theo, và ở đây là hình ảnh các trung tâm chăm sóc khách hàng đặc trưng của công ty. Thì hiện tại ở Việt Nam thì có hai trung tâm chăm sóc khách hàng đặc trưng, đó chính là ở Hà Nội số 9A ngõ 9 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, và ở thành phố Hồ Chí Minh đó là số tòa nhà Highland số 29 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1. Và ở đây các bạn có thể thấy là hình ảnh của hai con người vô cùng tuyệt vời. Người phụ nữ này chính là bà chủ tịch tập đoàn, bà Tatiana Gorokovskaya. Bà là người phụ nữ vô cùng nhân hậu, và năm 18 tuổi thì bà đã tiếp cận với cái ngành network marketing, và bạn nhận thấy đây là một cái ngành kinh doanh xu hướng của thế kỷ 21, một cái ngành kinh doanh vô cùng thông minh và nó đem lại lợi ích cho con người, bởi vì bản thân bà là một người hướng đến nhân sinh. Năm 16 tuổi bà đã viết lên cánh cửa nhà mình: tôi sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và thì khi bắt gặp được cái ngành network marketing này thì bà thấy đây là một công cụ, một phương tiện giúp cho bà có thể thực hiện được ước mơ của bà. Và thế là năm 20 tuổi bà cùng với cộng sự của mình đã thành lập nên tập đoàn sức khỏe Sibri, và đồng hành cùng với bà để giúp cho Sibri ngày hôm nay phát triển rất thành công và rực rỡ trên thế giới. Đó chính là phu quân của bà là ông Yuri Gichev. Ông là một nhà khoa học và ông thành thạo 9 thứ tiếng. Ông là cùng với các cộng sự của mình gồm 100 nhà khoa học đang ngày đêm nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm có những cái hoạt chất sinh học cao để giúp cho tất cả những người, những ai mà biết hữu duyên biết Sibri thì đều có một sức khỏe tuyệt hảo. Và đây là hai con người vô cùng vĩ đại, và cũng chính hai con người này đã góp phần vào cái sự phát triển của nền kinh tế Nga. Và đến với Sibri thì chúng ta sẽ đến với những thế giới của những sản phẩm độc đáo mà khi mà đến với Sibri thì chúng ta có thể thay cái cửa hàng siêu thị của mình, hoặc đến với Sibri thì chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm mà chúng ta mong muốn, giá thì mềm mà hiệu quả chất lượng. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những sản phẩm của Sibri như thế nào. Ở Sibri là có những cái chương trình khoa học bản quyền, và sản phẩm của Sibri thì tới 5/250 sản phẩm. Nhưng mà ở đây thì Phương Dung thời gian thì không cho phép, Phương Dung chỉ giới thiệu ngắn gọn những cái chương trình căn bản và hữu ích của tập đoàn để cho các bạn có thể hình dung hơn. Và ở Sibri thì có một cái chương trình đó là giải pháp phòng đột quỵ và ung thư. Thì các bạn thấy là trong cái thời buổi hiện nay mà các bạn trong khi mà các bạn ăn thì cũng hóa chất đúng không ạ, uống cũng hóa chất, thậm chí chúng ta hít thở cũng không khí của chúng ta cũng bây giờ cũng đầy ô nhiễm rồi, nghĩa là con người của chúng ta đang từng ngày sống chung với lũ, đối mặt với rất là nhiều nguy cơ mà khiến chúng ta dẫn đến bệnh tật, và đặc biệt đó là ung thư. Và các bạn biết là Việt Nam là một trong những quốc gia mà có số lượng người ung thư đứng đầu thế giới, và đây là một điều vô cùng đau lòng. Bệnh viện thì cứ ngày càng mọc lên và ngày càng rộng lên, ngày càng hiện đại, và đây không phải là một cái tín hiệu mừng mà đó là một điều mà đáng báo động cho chúng ta. Vậy thì Sibri là một tập đoàn đã đón đầu thời đại rồi và biết điều này sẽ xảy ra, và tập đoàn sức khỏe Sibri đã trong cái chương trình đó giải pháp phòng đột quỵ ung thư. Và ở đây nó có những cái sản phẩm đó chính là bộ ba đào thải thanh lọc cơ thể cấp độ tế bào và trà tế bào đì sẽ giúp cho chúng ta làm sạch toàn bộ đường ruột của chúng ta, formula nâng sức đề kháng và tiêu diệt những tế bào khối u và làm lành những tế bào bị tổn thương, rồi lymphosan thì thanh lọc hệ bạch huyết và sản phẩm chim megavitan. Đây là một cái bộ sản phẩm, cái chương trình vô cùng độc đáo, và nếu như các bạn sử dụng cái bộ sản phẩm này đều đặn hàng tháng thì đảm bảo với các bạn luôn, các bạn không bao giờ lo sợ ung thư sẽ chạm tới. Và cái chi phí mà nó ở Sibri thì nó vô cùng rẻ so với các sản phẩm của các tập đoàn khác. Vậy thì bạn nào mà chúng ta quan tâm thì chúng ta hãy tìm hiểu cái bộ sản phẩm này, thì Phương Dung đảm bảo với các bạn sẽ vô cùng hài lòng. Và ở đây thì có một cái chương trình điều chỉnh trọng lượng với thân hình chắc khỏe. Cái điều này thì Phương Dung rất là thích, lý do là tại vì bản thân Phương Dung cũng là mẹ của hai con rồi, nhưng mà rất là may mắn là khi Phương Dung biết đến sản phẩm của tập đoàn sức khỏe Sibri thì hoàn toàn Phương Dung an tâm, Phương Dung không phải lo gì đến cái trọng lượng của mình, trong khi những người bạn cùng trang lứa với mình, thậm chí có những em nhỏ tuổi hơn mình thì họ đang ngày đêm, họ đang rất là
lo lắng cho cái thân hình của mình, đúng không ạ? Nhưng mà Phương Dung thì hoàn toàn suốt bao nhiêu năm nay không phải lo, cứ giữ một cái mức cân đối, một cái body có thể là nhiều người cũng thích đấy, nhiều người cũng mơ ước đấy. Tại sao sanh hai con mà có một vóc dáng rất là thon gọn, thì Phương Dung đã sử dụng sản phẩm của Suri. Trong đó Phương Dung rất là ấn tượng sản phẩm trà tê body ấy, nó bóc tách mỡ trực tiếp, bóc tách mỡ nội tạng, và khi sử dụng hàng ngày thì được không những đường ruột của mình sạch, giúp cho mình ngăn ngừa bệnh, mà ngoài ra bóc tách mỡ của mình rất là hiệu quả. Mà có sản phẩm A Body sẽ giúp kiểm soát cái chế độ ăn uống của chúng ta, giúp cho chúng ta giảm thèm ăn hơn, và giúp cho chúng ta ngăn ngừa tích tụ mỡ mới, và Spot sẽ giúp cho chúng ta tăng cơ lên. Và đây là một sản phẩm vô cùng hoàn hảo. Nếu như bạn đang lo lắng cân nặng của mình thì hãy quan tâm đến cái chương trình điều chỉnh trọng lượng thân hình chắc khỏe nha. Rồi tiếp theo, đó chính là cái bộ sản phẩm sinh lý nam. Nói đến bộ sản phẩm này thì Phương Dung có một cái câu chuyện nó rất là thú vị. Đó là Phương Dung có chia sẻ cho một học viên của mình khi còn thời còn dạy luyện chữ đẹp, một học viên của mình về cái bộ sản phẩm dành cho sinh lý nam. Thì khi mà chồng của em ấy sử dụng sản phẩm thì phải nói rằng em có kể với Dung như thế này, mỗi lần em lấy sản phẩm thì hỏi là sao chuyện vợ chồng thế nào, và em cứ cười khúc khích, nó nói tốt hơn chị, tốt hơn là tốt thế nào, nói chung là tốt hơn rất là nhiều, và bây giờ là nói chung là cứ tối ngày là quấn quýt em như thế. Và Dung nghe Dung rất là vui, bởi vì sao, chứng minh một điều đó là sản phẩm của mình nó vô cùng hiệu quả. Và khi mà chỉ sử dụng trong vòng một tháng thôi là rõ ràng là chồng của em thay đổi một cách ngoạn mục luôn đấy. Và nếu như những bạn nam nào, tất cả những các anh á, bây giờ chúng ta đang trong cái thời điểm mà chúng ta đang phải đối mặt với stress rất là nhiều, các anh là trụ cột kinh tế của gia đình đúng không ạ, và ngày nay ăn uống thì nó không còn được chất lượng như ngày xưa, nên đảm bảo luôn là rất nhiều anh bây giờ là đang phải vướng vào tình trạng đó, là gọi là bị yếu sinh lý. Nhưng mà thực sự đây là vấn đề nhạy cảm và khó nói, thì các anh gọi là nỗi lòng thầm kín của các anh đấy ạ. Và các anh cứ yên tâm, ở Suri đã có một giải pháp tuyệt vời cho các anh, niềm tin ở cấp độ trải nghiệm, các anh cứ trải nghiệm đi rồi các anh cứ chia sẻ với các chị nha. Và tiếp theo đó chính là chương trình chăm sóc sắc đẹp và trị nám cho phụ nữ. Thì với cái chương trình này thì bản thân Phương Dung là cái người đã trải nghiệm rồi, thì hầu như các sản phẩm của Suri thì Phương Dung trải nghiệm hết đấy. Nhưng mà riêng về phụ nữ thì Phương Dung vẫn ưu tiên cho những sản phẩm về làm đẹp nhiều hơn. Thì các sản phẩm mà hiện tại đang có, các bạn đang thấy trên màn hình, thì Phương Dung đều đã trải qua hết và có những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Cái sản phẩm Beauty Box sẽ là một cái nguồn thức ăn dinh dưỡng dành cho da, cung cấp 12 vitamin cho da. Và ở đây có sản phẩm đó là Chanolon. Chanolon này là bản thân Phương Dung có một cái trải nghiệm mà khách hàng Phương Dung trải nghiệm rất là rõ rệt. Đó là khi mà sử dụng Chanolon á bạn, thì hoàn toàn nó cái vấn đề về phụ nữ của chúng ta nó hoàn toàn được nó giải quyết và nó trị nám rất là hiệu quả các bạn nhé. Và đặc biệt là những chị em nào mà chúng ta gọi là bị khô hạn đấy, khi mà các bạn sử dụng sản phẩm Chanolon thì các bạn sẽ cảm nhận ngay. Bản thân bây giờ Phương Dung khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm của chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ, thì cái Phương Dung cảm nhận như mình không phải là một bà mẹ hai con, mà Phương Dung cảm nhận mình chỉ là một cô gái 16, 17 tuổi mới lớn, 17 bị gãy sừng trâu đấy. Và mình cảm thấy mình càng trẻ lại. Đó chính là nhờ những cái sản phẩm làm đẹp của Suri, rất là tuyệt vời. Và tiếp theo, đây là dòng sản phẩm cho em. Khi mà nói với dòng sản phẩm này thì thực sự là Phương Dung rất là biết ơn, bởi vì sao, Phương Dung hiện tại đang có một bé nhỏ 4 tuổi, và các bạn biết là trước đây khi mà bé còn nhỏ thì Phương Dung rất là lo lắng cái vấn đề đó là về tiêu hóa của bé. Lúc trước bé còn phải nhập viện nhi đồng bởi vì cái vấn đề tiêu hóa của bé đi phân không tốt. Nhưng mà khi mà Phương Dung cho bé sử dụng cái sản phẩm mà Vitamama Squid, các bạn có thể thấy cái hình mà có những cái viên tròn tròn đen đen đấy, đó là Vitamama Squid, thì khi mà bé sử dụng bé tăng đề kháng rất là tốt, và bé không còn bị cái vấn đề về hô hấp, viêm phế quản của bé cũng hết luôn. Và đặc biệt là từ một đứa trẻ rất biếng ăn, Phương Dung phải ẵm bé vòng vòng để mà đút cho bé ăn rất là khó khăn, nhưng mà khi sử dụng sản phẩm này thì gần như là bé thèm ăn, bé đòi ăn và đút cho bé rất là tốt. Và Phương Dung không có còn cảm thấy là nặng nề mệt mỏi cái vấn đề mà mình chăm con cho con ăn nữa. Và tiếp theo đó là cái sản phẩm mà Vitamama Omega 3, các bạn có thể thấy cái hình con cá màu vàng đấy. Đây là cái sản phẩm mà giúp cho cái thị lực và trí não của bé phát triển cực kỳ tốt. Bản thân con Phương Dung á là sanh non, có nhà sanh trước 2 tuần. Và khi Phương Dung nhận thấy một điều Phương Dung rất là lo lắng, đó là bé có cái dấu hiệu đó là chậm phát triển hơn so với các trẻ khác mà cùng tháng và cùng tuổi với con mình. Phương Dung rất là lo lắng, Phương Dung còn nghĩ rằng không lẽ con mình bị chậm phát triển trí tuệ, tại vì bé biết quá chậm so với những bạn khác.
Nhưng mà khi mà Vân Dung cho bé sử dụng cái sản phẩm omega 3, cái vi con cá này, thì Vân Dung hoàn toàn bất ngờ chỉ sau một tháng thôi, bé hoàn toàn thay đổi, nhận thức của bé tăng rất là cao và có thể nói là bắt đầu bé dần bắt kịp với nhận thức của những bạn cùng trang lứa. Và đến bây giờ khi mà một ngày bé ăn có thể là tới 3, 4, 5 con viên dầu cá như thế này, và bé hoàn toàn rất là thông minh lanh lợi, và người ta còn gọi bé là cụ non bởi vì già trước tuổi. Đấy, một điều mà Phương Dung rất là biết ơn cái sản phẩm trẻ em của tập đoàn sức khỏe Sibri. Và tiếp theo đó là dòng sản phẩm Daily Box. Như Phương Dung nói rằng Sibri là thực sự sáng tạo là bởi vì sao ạ? Bởi vì luôn luôn có một đội ngũ các nhà khoa học đang ngày đêm họ luôn cải tiến những cái sản phẩm như thế nào, sáng tạo những sản phẩm để có thể đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của thị trường. Không những có một cái dòng sản phẩm chất lượng mà nó còn phải mang tính tiện lợi, đúng không ạ? Tại vì chúng ta đang sống trong cái thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cuộc sống rất là vội vã. Các nhà khoa học chúng ta rất là thấu hiểu cái điều này và luôn luôn đem đến những điều tốt nhất đến cho cộng đồng. Và các nhà khoa học đã sáng tạo ra cái dòng sản phẩm Daily Pop để làm gì ạ? Để giúp cho tất cả những ai mà chúng ta đang bận rộn thì chúng ta đều có cơ hội sử dụng và trải nghiệm sản phẩm một cách tiện lợi nhất. Đó là nó có những, ở trong những cái hộp như thế này, nó có những cái gói nhỏ các bạn, nó có những cái gói nhỏ, và trong một cái gói nhỏ vậy thì nó tích hợp 2 đến 3 viên sản phẩm, 4 viên sản phẩm, rất là đơn giản, gọn lẹ. Và mỗi ngày các bạn chỉ cần, cứ mỗi khi các bạn đi ra khỏi nhà, các bạn không có thời gian thì cứ cầm một cái gói như thế và các bạn đi đến nơi công sở, đi đến việc làm, nơi mà chúng ta làm, và chúng ta cứ uống và thay cho cái bữa ăn của chúng ta vô cùng tiện lợi và tuyệt vời. Thì ở đây có cái dòng sản phẩm là Vision Box là dành cho mắt, Men's Box là dành cho sinh lý nam, Beauty Box là dành cho phụ nữ, Boost Box là dành cho tim mạch, rồi Equip Box là dành cho não, Step Box này là dành cho những bước chân của chúng ta, rồi Immuno Box là giúp tăng đề kháng của chúng ta, và hệ hô hấp Mama Box là dành cho phụ nữ trước khi sanh, trong giai đoạn có bầu và sau khi sanh, và rất tiện lợi. Và nếu như bạn nào chúng ta đang bận rộn thì chúng ta hãy tìm hiểu cái dòng sản phẩm này. Bản thân Phương Dung bây giờ cũng chuyển sang những dòng sản phẩm này, thấy rất là tuyệt vời, hiệu quả rất là hay. Và tiếp theo đó là dòng dinh dưỡng về thể thao. Thì bản thân Phương Dung á, là không có chuyên về thể thao, nhưng mà Phương Dung được đã sử dụng cái sản phẩm Sportway rồi Sport cho mình, thậm chí là dùng cho cả con mình luôn. Rất dù là sản phẩm thể thao nhưng con mình vẫn có thể dùng, Phương Dung vẫn dùng như thường và cảm thấy rất là hiệu quả. Và các bạn có biết được rằng là những cái khách hàng và những người thân quen cũng như khi mà sử dụng cái sản phẩm dòng thể thao thì hầu như đều có những kết quả phản hồi cực kỳ tốt, và có những người bạn cũng làm bên thể thao khi thấy cái thành phần và giá tiền của Sibri thì hầu như là vô cùng ngạc nhiên. Nó là tại vì họ cũng đã sử dụng những cái dòng sản phẩm thể thao, các dòng sản phẩm thể thao khác, nhưng mà họ thấy rằng đó là gì, thành phần hàm lượng sản phẩm thể thao của Sibri hoàn toàn không thua kém, thậm chí hàm lượng còn hơn, nhưng giá thành có thể rẻ tới 1/2 và 1/3. Và đây là cái điều mà Phương Dung cảm thấy rất là tự hào đối với Sibri, rất là tự hào đối với cái đối tác mà mình hợp tác, bởi vì đã cho ra một cái dòng sản phẩm vô cùng hiệu quả mà lại giá thành thì quá mềm, đáp ứng được nhu cầu tất cả mọi người. Và những anh nào chúng ta đang có tập thể dục thể thao thì chúng ta quan tâm đến dòng sản phẩm thể thao này nhé. Còn mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh cá nhân thì bản thân Phương Dung ngày hôm nay hoàn toàn thay thế tất cả những cái dòng mỹ phẩm cũng như là những cái sản phẩm cá nhân mà trước đây mà Phương Dung dùng bên ngoài thì Phương Dung thay thế hết, toàn bộ là Phương Dung dùng của Sibri hết. Và những cái sản phẩm mà đang có trên màn hình thì hoàn toàn là Phương Dung đều đã sử dụng qua hết. Và bản thân Phương Dung cảm nhận rất là rõ là từ một người có một làn da không có đẹp, bởi vì bản thân Phương Dung bẩm sinh là da không có đẹp, nhưng khi sử dụng cái sản phẩm của Sibri á thì hoàn toàn cải thiện được cái làn da, cải thiện từng ngày. Và các bạn biết là sản phẩm Sibri có một cái ưu điểm vô cùng tuyệt vời, đó là phù hợp với tất cả mọi loại da, dù là da nhạy cảm nhất. Bản thân Phương Dung có một khách hàng, anh này là nam vương danh nhân thế giới, anh có một cái làn da vô cùng nhạy cảm đến mức độ anh không thể dùng được bất kỳ một cái dòng mỹ phẩm nào, và anh rất là lo lắng cho cái làn da của mình. Nhưng khi Phương Dung chia sẻ trong cái bộ mỹ phẩm của Sibri thì hoàn toàn khi anh trải nghiệm trong 3 ngày đầu thì Phương Dung gọi điện thoại và anh nói rằng mỹ phẩm này hay quá em ơi, anh từ trước đến giờ anh không chịu bất kỳ một cái dòng mỹ phẩm nào hết, nhưng khi dùng mỹ phẩm của em thì hoàn toàn da của anh không có vấn đề, không bị kích ứng, và anh thấy đây là một sản phẩm thực sự tốt và thực sự thiên nhiên. Và tiếp theo đó là dòng kem đánh răng. Các bạn chỉ cần trải nghiệm dòng kem đánh răng thì các bạn sẽ vô cùng mê cái sản phẩm này. Và tiếp theo đó chính là
Cái sản phẩm Formula 4 có thể nói đây là một cái dòng sản phẩm mà bản thân Phương Dung không bao giờ tách rời nó. Khi nào mà công ty hết hàng, hết cái sản phẩm Formula 4 này là buồn lắm. Và lúc nào cũng phải mua sẵn cho mình ở trong nhà, ít nhất là cũng phải từ 2 cho đến 3 lọ Formula, bởi vì cái sản phẩm này bán chạy cực kỳ và luôn trong tình trạng cháy hàng các bạn. Bởi vì sao? Nhu cầu quá cao nên Phương Dung rất là mê. Bản thân Phương Dung mê thì tất nhiên mọi người ai cũng mê thôi. Và đây là một cái sản phẩm đã được cấp 3 bằng sáng chế và do nhà giáo sư, cố giáo sư tiến sĩ Sukolinski, ông là một người mà phát triển cái tổ hợp chống oxy hóa, tổ hợp AK, và với cái sản phẩm này trước đây nó tên là Novomin, nó là một cái sản phẩm được phát minh trong giai đoạn mà sự cố nổ nhà máy điện hạt nhân. Thì lúc đó người dân Nga phải đối mặt với cái tình trạng đó là có nguy cơ bị ung thư bởi vì nhiễm chất phóng xạ quá lớn. Thì sản phẩm này ra đời nhằm mục đích đó là giúp cho nhân dân Nga có thể đào thải được tất cả những cái chất phóng xạ ra khỏi cơ thể và bảo vệ sức khỏe của người dân Nga. Và sau này thì tập đoàn sức khỏe Siberia đã mua lại bản quyền và đổi tên thành là Formula, và cho đến ngày hôm nay thì sản phẩm Formula đã đem lại giá trị rất là nhiều cho mọi người. Bản thân Phương Dung có một cái kết quả rất là tuyệt vời, đó là khi mà Phương Dung sử dụng thì cái vết thẹo lồi của mình bắt đầu nó dần nó giảm độ lồi và bắt đầu nó trắng dần, nó không còn thâm, không còn đen và nó không còn lồi như xưa nữa. Và những anh nào mà chúng ta mà thường hay đi nhậu á thì hãy lưu ý đến cái sản phẩm này, bởi vì trước khi mà các anh đi nhậu á, các anh sử dụng lâm viên thì các anh nhậu rất là lâu say, thậm chí là có người không say. Và sau khi nhậu về rồi các anh cứ sử dụng năm viên thì ngày mai hoàn toàn các anh tỉnh táo như một người chưa nhậu bao giờ. Và còn khi mà cảm sốt thì chúng ta sử dụng Formula thì chúng ta giải cảm sốt rất là nhanh. Sản phẩm Formula còn giúp trung hòa độc tố. Và nói về cái tính hiệu quả của sản phẩm Formula này thì nói ngày không hết các bạn, nên là thời gian không có cho phép thì tôi chỉ giới thiệu sơ một vài tính năng công dụng thôi. Và tiếp theo đó là dòng sản phẩm đẳng cấp mới của tập đoàn sức khỏe Siberia. Tôi Dung nói rồi là các nhà khoa học Nga luôn ngày đêm sáng tạo cho ra những cái dòng sản phẩm mới, mà cứ những sản phẩm sau ra đời nó luôn luôn tốt hơn và tuyệt vời hơn những sản phẩm trước. Và đây là cái bộ sản phẩm đẳng cấp của tập đoàn sức khỏe Siberia, cái hộp mà màu cam đó các bạn, đó là gì? Đó là những tổ hợp những cái vitamin vô cùng tự nhiên, và khi mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ cảm thấy một ngày năng lượng tràn đầy và nó cung cấp đầy đủ vitamin một cần thiết một ngày cho cơ thể. Và các bạn chỉ cần sử dụng cái sản phẩm này một ngày một gói thôi thì các bạn sẽ cảm nhận ngay lập tức, đôi khi các bạn có thể cảm nhận trong vòng 15 phút. Và tiếp theo là cái hộp màu xanh á, là cái sản phẩm là cái sản phẩm mà về mắt đó các bạn, mắt và não. Bản thân Phương Dung là người trải nghiệm vô cùng rõ về cái sản phẩm về Neurovision là về mắt và não, bởi vì bản thân Phương Dung là một người trước đây là Phương Dung bị đau mắt đỏ và nhìn màn hình nhiều quá, thức khuya nhiều quá, thì cách đây rất là nhiều năm rồi, Phương Dung không chú ý sức khỏe của mình nhiều thì nó để lại cái ảnh hưởng, và mắt của Phương Dung nó gần như là nó bị ngây dại dại đó các bạn, nó bị đờ đờ á. Nó bị ảnh hưởng sau cái việc mà Phương Dung bị đau mắt đỏ. Và đặc biệt là Phương Dung là do sanh mổ hai bé, Phương Dung trí nhớ rất là giảm rất là nhiều luôn, và gần như là mình không thể tập trung được công việc nhiều. Nhưng mà sau khi sử dụng cái sản phẩm Neurovision thì chỉ trong một ngày thôi thì Phương Dung cảm nhận mắt của mình nó rõ, và qua 3 ngày thì mắt của Dung hoàn toàn trở lại bình thường, khả năng tập trung rất là tốt. Và tiếp theo sản phẩm màu tím đó chính là sản phẩm về dành cho những ai mà chúng ta đang bị căng thẳng stress. Vậy thì những ai mà chúng ta luôn luôn trong tình trạng mà căng thẳng stress thì hãy lưu ý đến cái sản phẩm là stress lipox gì đó Dung nhìn không rõ. Và các bạn hãy luôn luôn chú ý đến ba dòng sản phẩm này bởi vì nó rất tiện lợi trong một ngày và cung cấp đầy đủ tất cả cho các bạn nhé. Và tiếp theo đó là, vậy thì khi mà đến với tập đoàn sức khỏe Siberia thì các bạn được ăn những sản phẩm tinh khiết có thể giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tuyệt hảo, đúng không ạ? Và bản thân Phương Dung là người trải nghiệm gần 5 năm với sản phẩm Siberia này rồi, và ngày hôm nay đã cho Phương Dung lấy lại được sức khỏe, lấy lại được sắc đẹp, lấy lại được tự tin của mình. Nhưng ngoài ra thì Siberia còn cho chúng ta đó là một cái cơ hội kinh doanh vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Khỏe, trẻ, đẹp rồi, nhưng mà chúng ta phải được tự do về mặt tài chính. Vậy thì một cái tập đoàn cho chúng ta sản phẩm tốt, cho chúng ta một cái cơ hội để tự do tài chính thì tại sao chúng ta lại không lựa chọn nó? Và ngay bây giờ cảm ơn chuyên nghiệp Phương Dung, có thể cho một số anh chị em chia sẻ cái trải nghiệm sản phẩm được không? Vâng, và Phương Dung xin phép được mời lên đây
ba bạn chúng ta, những ai đã trải nghiệm những cái sản phẩm của tập đoàn sức khỏe Simply thì chúng ta có thể bật micro và mỗi người chỉ có thời gian 1 phút thôi các bạn nhé, chia sẻ nhanh về cảm nhận của mình khi sử dụng sản phẩm. Và người đầu tiên ai muốn chia sẻ cảm nhận của mình về sản phẩm thì chúng ta tôi. Vâng, em xin mời chị Lan Hương. Xin chào thủ lĩnh và quốc gia, xin chào tất cả các anh chị em, xin chào nhà tư vấn chuyên nghiệp Phương Dung. Tôi tiên giới thiệu là tôi là Hoàng Thị Lan Hương. Tôi làm tư vấn chuyên nghiệp của tập đoàn Sức khỏe Suri. Đây thì tôi là chủ một spa. Nhưng mà tôi đi làm đẹp cho người thôi, nhưng mà bản thân tôi thì không có đẹp. Tôi rất là xấu, cả nám, tôi rất là xù xì, cóc cách. Nhưng mà khi mà tôi được dùng sản phẩm đã cho tôi được hoàn toàn thay đổi ra bên ngoài, gần như tôi trẻ hóa đến 10 tuổi các anh chị ạ. Thực sự là tôi không thể tin nổi. Hương soi gương lại, Hương mới thấy rằng Hương cách đây được khoảng hơn 1 năm, gần 2 năm trước, Hương không nhận ra mình luôn. Một cái sản phẩm Siri đã cho mình được một cái tình yêu, đã cho mình một cái kết quả, đã cho mình một cái sự nghiệp phải nói là vô cùng tuyệt vời. Anh chị mới hôm nay mới tìm hiểu đến Siri thì hãy thử đi, hãy trải nghiệm cho mình đi, hãy dành riêng thì kết quả nó không biết nói dối. Vâng, chị Hương sẽ cho mọi người biết là năm nay chị Hương bao nhiêu tuổi không ạ? Mình sinh năm 73, năm nay là mình 48 tuổi. 48 tuổi chuẩn bị bước sang U50. Thì các bạn có thể nhìn thấy một người mà chuẩn bị bước sang U50 như thế này thì có tuyệt vời không ạ? Vâng. Và cảm ơn chị rất là nhiều. Vậy thì hy vọng rằng cái giá trị mà chị nhận được là sẽ lan tỏa đến nhiều người, những chị em phụ nữ chúng ta đang mong muốn có được sức khỏe và sắc đẹp giống như chị. Và em cũng rất là mong muốn là khi mà em độ tuổi như chị rồi thì em sẽ được chị, và em tin rằng là với cái giải pháp Siri thì đến khi mà em U50 thì em tin rằng em sẽ còn trẻ hơn chị. Tại vì em biết Siri sớm hơn chị đúng không nào? Vậy thì những bạn trẻ nào mà biết Siri sớm thì chúng ta hãy tận dụng đi nhé. Rồi em cảm ơn chị Lan Hương rất là nhiều. Rồi tiếp theo xin mời một chia sẻ thứ hai. Tôi. Xin mời. Tôi. Xin mời chị Lan Hương. Xin chào thủ lĩnh vàng quốc gia và chào tất cả cô chú anh chị em ở trên Zoom. Tôi xin giới thiệu một chút về bản thân tôi. Tôi là Lan Nguyễn, tôi đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết đến tập đoàn sức khỏe Siri là tôi đi tìm giải pháp để giúp cho bố mẹ mình hồi phục sức khỏe. Bố của tôi bị tai biến và mẹ của tôi bị ung thư. Và bản thân tôi là một người bị rối loạn tiền đình hơn chục năm rồi. Nhưng mà khi đến với sản phẩm của Siri qua 7 tháng sử dụng thì hiện tại bây giờ tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là tự hào vì tôi đã mang lại cái giá trị nhờ Siri, và tôi đã mang lại cái giá trị sức khỏe cho gia đình tôi, cho bố mẹ tôi và cho bản thân tôi. Và hiện tại bây giờ tôi đã chia sẻ cái sản phẩm Siri cho rất rất là nhiều những cái người thân của tôi, bạn bè của tôi, và họ đang sử dụng. Hàng ngày họ đã có những cái kết quả họ gửi lại cho tôi rất là tuyệt vời ở đây. Ví dụ như bản thân tôi, một người bị rối loạn tiền đình, đã từng bị liệt dây thần kinh số 7 và bị méo hết cả mặt, thì bây giờ tôi không biết là tôi đã hết cái rối loạn tiền đình từ khi nào. Tôi rất là sung sướng và tôi rất là hạnh phúc. Và tiếp theo đó là phụ nữ ai cũng thích làm đẹp hết á. Khi đến với Siri tôi được một cái giải pháp vô cùng tuyệt vời, đó là tôi đã giải quyết được cái bụng mỡ của tôi và cái da của tôi nó bị nám hai bên má của tôi, bị hai cái quầng nám nó rất là đậm luôn. Thế nhưng mà đến bây giờ thì tôi cảm thấy là tôi tự tin vô cùng khi mà tôi xuất hiện ở bất cứ một nơi đâu, tại vì mình đã có được một cái sức khỏe tuyệt hảo và mình đã có được một cái cơ thể, một cái vóc dáng và một cái làn da, mình cảm thấy rất là tự hào và rất là mãn nguyện. Thì Lan rất là mong muốn những anh chị em nào mới mà khi mà bắt đầu tìm hiểu về Siri thì hãy đầu tư cho mình có một cái sức khỏe tuyệt hảo. Và chị em phụ nữ thì phải là những cái người mà lúc nào cũng đẹp, và các anh thanh niên thì lúc nào cũng phải là khỏe. Đấy là cái giá trị vô cùng tuyệt vời. Hiện tại bây giờ gia đình nhà tôi rất là hạnh phúc và rất là sung sướng, tại vì bố mẹ thì khỏe lên mỗi ngày, tỉnh táo hơn mỗi ngày, và bản thân tôi lúc nào tôi cũng cảm thấy khi mà nói về Siri với một người nào đó, tôi luôn luôn cảm thấy là cái nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời.
đấy là cái chia sẻ của tôi đến với những cái người mới. Hãy tham gia tìm hiểu nghiêm túc và hãy sử dụng cho mình cái nguồn sản phẩm vô cùng tuyệt vời từ vũ trụ và từ thiên nhiên đã ban tặng cho mình. Và cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Chỉ cần nhìn thấy chị thôi, nghe chị chia sẻ đã thấy một cái nguồn năng vô cùng dồi dào rồi đúng không ạ? Và chúc mừng chị và gia đình chị đã tìm được một cái giải pháp vô cùng tuyệt vời để bảo vệ cho sức khỏe cho mình và gia đình trong cái thời buổi công nghiệp hóa hiện nay, và chúng ta đang phải sống chung với cơn lũ hóa chất đúng không nè. Và chị có thể nói là một trong những người là rất may mắn, rất hữu duyên và rất là có phước khi mà đã biết được đến sản phẩm Sibri. Cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn chia sẻ tuyệt vời. Cảm ơn Phương Phương rất là nhiều, rất là tuyệt vời luôn ạ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Và tiếp theo một chia sẻ cuối cùng, chúng ta sẽ có một để chia sẻ. Tôi tôi à. Rồi, xin mời chị. Tôi xin chào các anh chị. Trên Zoom ngày hôm nay, tôi tên là Nguyễn Thị Bình, năm nay 58 tuổi. Tôi rất vui và rất tự hào khi mình được biết đến sản phẩm của CVD. Và bản thân tôi thì cách đây 15 năm là một người phụ nữ mà cái bộ phận quan trọng nhất của người phụ nữ thì không còn. Nhưng mà nhờ sản phẩm của CVD á, thì tôi dùng sản phẩm của CVD thì sao ạ? Cái tuổi thanh xuân của tôi vẫn còn. Người ta biểu là phụ nữ mà cắt cái đó đi rồi, tôi nói luôn là cắt tử cung á, thì rằng người ta rất là lo lắng trong cái việc mà khi mà tử cung mình không còn. Nhưng mà đối với tôi ấy, thì nhờ sản phẩm của CVG thì cái việc mà nội tiết tố của nữ nó vẫn là tuyệt vời, nó không có hề suy giảm chút nào với cái tuổi gần 60. Và khi tôi đi ra đường thì người ta hỏi tôi bao nhiêu tuổi, thì tôi nói là tôi gần 60 tuổi. Và người ta nói không thể nào mà tin được ở cái tuổi tôi mà gần 60 tuổi mà nó ra thì sao ạ? Rất là căng và sáng và mềm đẹp nữa. Ở đây là tôi không có trang điểm, tôi không có ấy, chỉ cần trang điểm một tí nhẹ thế thì sao mọi người thì rất là thích về cái nước da của tôi nữa. Và mình rất đẹp. Đó là cái mà tôi rất là thích. Nhưng mà tôi thích nhất ở đây đó là sao ạ? Tuy rằng là mình lớn tuổi, nhưng mà do mình dùng được sản phẩm có kết quả, mình giúp được nhiều người, họ dùng sản phẩm là họ có kết quả giống mình. Đó là một cái điều mà tôi cảm thấy rất là thích. Nếu ở đời thường... Cô Bình này có thể chia sẻ là cô dùng sản phẩm nào đúng không ạ? Để cho chị em phụ nữ. Rồi, cô dùng Chernalong Beauty Box. Và bây giờ là có cái sản phẩm mới Novision đấy. Novision là những cái sản phẩm mà và lại bữa nay mới có một cái 3D nữa đây, mới ra thì tôi dùng 3D luôn mấy bữa nay rồi. Vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Vậy thì rõ ràng là với cái phần chia sẻ của Phương Dung là có chương trình mà chăm sóc sắc đẹp và trị nám cho phụ nữ đấy. Thì bây giờ đã có là nó có sách, nó có chứng, có minh chứng đúng không ạ? Có minh chứng là cô đã sử dụng cái sản phẩm, cái chương trình chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ đấy. Và ngày hôm nay thì ở độ tuổi gần 60 thì cô đã có một cái sắc đẹp, một cái gọi có thể là hồi xuân đúng không cô? Hồi xuân đẹp, sức khỏe tuyệt hảo đúng không ạ? Đấy, đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Và tất cả những bạn mà chúng ta đang xem livestream, chúng ta có thể tham khảo cái chương trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ của Sibri vô cùng tuyệt vời mà giá thì rất là phải chăng. Cảm ơn phần chia sẻ của cô Bình rất là nhiều. Vâng, vậy thì với qua 3 phần chia sẻ của những người đã trải nghiệm sản phẩm thì các bạn có thể thấy rằng đó là kết quả minh chứng cho cái tính hiệu quả của sản phẩm đúng không ạ? Vậy thì một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, và tại sao chúng ta ăn sản phẩm tốt cho chính mình rồi, cho gia đình mình rồi, tại sao chúng ta không đi chia sẻ đúng không ạ? Và ở đây thì Sibri có tạo cơ hội cho các bạn để các bạn có thể được tự do tài chính, tạo cơ hội để cho các bạn có thể phát triển doanh nghiệp của mình và tạo cho các bạn có một cơ hội để tự do an lạc. Và đặc biệt là trong cái thời đại mà gọi là Covid như thế này, trong cái lúc mà giữa cái cơn đại dịch Covid như thế này, thì các bạn thấy một điều là những người làm Sibri là những người hoàn toàn an lạc, bản thân Phương Dũng cũng vậy thôi. Trong khi anh trai của mình đang làm doanh nghiệp và anh mình đang phải đứng trước nguy cơ có thể là phải bị thất nghiệp
Và rất rất nhiều những người xung quanh mình họ cũng đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp, nhưng thì Phương Du cảm thấy mình rất là an lạc bởi vì mình đã có một cái dòng tiền thụ động tại Sibri, và đó là điều Phương Du vô cùng hạnh phúc. Vậy thì để mà có được như ngày hôm nay thì Phương Du cũng vô cùng biết ơn một con người, đó là anh, là một người anh, một người thầy, có thể nói mình anh người thầy vĩ đại trong ngành network marketing đối với Phương Du là như thế, bởi vì anh đã thay đổi Phương Du rất là nhiều từ tư duy, từ suy nghĩ về cách làm việc, và ngày hôm nay anh đã giúp cho hơn 22.000 con người có thể nói là thay đổi chất lượng cuộc sống, thay đổi và được tự do về mặt tài chính. Anh là một vị thuyền trưởng tài ba tại tập đoàn Sức Khỏe Sunri, và anh sẽ là cái người mà giúp cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta biết làm cách nào để chúng ta có thể thành công tại Sunri và có một cuộc sống tự do, an lạc. Vậy thì Phương Dung xin phép mời lên đây, đó là thủ lĩnh vàng quốc gia Trương Huy Cường của chúng ta, một người thầy vô cùng tuyệt vời. Vâng, xin mời anh Trương Huy Cường. Cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Phương Dung. Khi mà bạn Phương Dung giới thiệu, Cường rất là xúc động, và khi nghe được các chị, các em mà chia sẻ về cái câu chuyện sử dụng sản phẩm, phải nói là Cường rất là hạnh phúc, bởi vì cũng bắt đầu từ những cái hạt mầm đầu tiên mình gieo đi. Đấy, và ngày hôm nay biết bao nhiêu những con người thay đổi chất lượng cuộc sống, biết bao nhiêu những con người khỏe đẹp. Và đấy là thực sự đấy là một cái niềm vô cùng hạnh phúc. Đấy, và cũng trong cái lúc này đây, thì trong khi mà ngày hôm nay là ngày bắt đầu cách ly xã hội và có rất là nhiều người ở nhà, phải không ạ? Và chúng ta lại đang có 1.000 anh chị em đang có mặt trên Zoom. Đấy, và có gần 400 anh chị em đang theo dõi live stream trên Facebook. Phải nói đó là một cái điều nó rất là tuyệt vời. Nhờ cái công nghệ nó phá vỡ mọi giới hạn, nhờ cái công cụ kinh doanh tạo ra những cái siêu kết nối. Mà chính vì vậy mà trong những cái lúc mà có rất là nhiều những cái doanh nghiệp gặp khó khăn, có rất là nhiều người mất việc làm, có nhiều người thì đang ngồi nhà mà không làm ra tiền nữa. Đấy, thì chúng ta lại vẫn có cơ hội để chúng ta có thể chia sẻ, lan tỏa những cái giá trị rất là tuyệt vời này đến cho những người khác. Đấy, và thì tiền nó là phần thưởng. Vậy thì Cường giới thiệu bản thân một chút. Tôi là Trung Huy Cường, sinh năm 1976, hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội. Và cái hệ thống hiện tại là trên khoảng gần 26.000 con người trên khắp cả nước. Và thực sự là trước khi biết đến Sibri ấy, thì bản thân Cường là nhà báo 9 năm rồi làm 3 năm tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Và hết tháng 6 năm 2011 thì Cường nghỉ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bước ra ngoài kinh doanh với một cái khát vọng, đó là tự do cho chính mình, có những cái dòng thu nhập thụ động. Những cái mong muốn, Cường có một người mẹ và rất là yêu thương mẹ, Cường muốn là đưa mẹ mình đi khắp nơi trên thế giới này và muốn cho con mình được học những cái trường học tốt nhất. Đấy, muốn cho những người đồng đội của mình, những con người tin yêu đi theo mình có một cái cuộc sống thay đổi. Và với một cái khát khao đó đó như vậy, nhưng thực sự trước khi biết đến Sibri thì tất cả khát vọng nó chỉ là khát vọng, ước mơ, nó chỉ là ước mơ. Và thậm chí là cái cuộc sống ấy nó còn khó khăn hơn rất là nhiều so với cái lúc mà mình làm công ăn lương tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Và những Cường học được rằng, biết được rằng là mọi sự thành công thì đều phải trả giá, mọi sự thành công đều phải trải qua những cái thất bại. Thế chính vì vậy mà mình vẫn không ngừng học hỏi, vẫn không ngừng hy vọng, vẫn không ngừng tìm kiếm, vẫn không ngừng tìm tòi. Và thực sự các bạn biết không, phải mất 4 năm 4 tháng Cường đau đớn tìm kiếm, trăn trở một cái cơ hội để làm sao để thực hiện hóa mọi ước mơ của mình. Đó là giúp đỡ những con người khác thay đổi chất lượng cuộc sống. Đó là có những thu nhập thụ động để mình có tự do một cách hoàn toàn. Đó là đưa mẹ mình đi vòng quanh thế giới. Đó là cho con mình học trường học tốt nhất. Đó là phát triển những cái con người. Đó là xây dựng network marketing làm sao đấy để người Việt Nam mình phải tự hào về cái ngành kinh doanh này. Tự hào về những con người Việt Nam làm network marketing chân chính và đẳng cấp. Và thực sự nó giống như là cái luật hấp dẫn, đúng không? Và mình cầu thì cầu được, ước thấy. Đấy, và rất là biết ơn và vô cùng may mắn. Tháng 7 năm 2014 thì một người anh ấy đã chia sẻ cho Cường về Sibri. Phải nói là Cường rất là yêu quý người anh này, và phải nói là có thể cả đời không bao giờ Cường có thể quên ơn được người anh. Chỉ bằng một thông tin đó thôi mà ngày hôm nay cuộc đời Cường thay đổi hoàn toàn, đạt được tất cả những cái ước mơ trong cuộc sống. Ngày hôm nay nhờ có anh, bằng một cái thông tin như vậy đấy, mà có biết bao nhiêu những con người đã thay đổi chất lượng cuộc sống, đã được cải thiện chất lượng cuộc sống, và đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao. Thế thì ngày 1 tháng 8 năm 2014,
và Cường quyết định hợp tác kinh doanh cùng tập đoàn sức khỏe Sibri. Đấy, và cái lý do đầu tiên mà trong 4 năm 4 tháng Cường đi tìm kiếm ấy, đấy là mình tìm những cái sản phẩm về sức khỏe để làm sao người nghèo, người trung bình cũng có cơ hội được bảo vệ và phục hồi sức khỏe, người khá, người giàu đương nhiên. Và Sibri nó giúp cho Cường có cái điều đó. Và Cường rất là ấn tượng khi mà mình nhìn cái bảng giá, Cường rất là ấn tượng và không bao giờ có thể quên được cái giây phút mà Cường nhìn cái bảng giá đó, vô cùng ấn tượng. Rồi cái điều thứ hai ấy, là mình muốn tìm kiếm một cái đối tác mà mọi nền tảng, mọi thứ nó có sẵn hết để mình có thể phát triển kinh doanh. Mà bước vào kinh doanh ấy, thì không quan trọng bạn đến từ đâu, không quan trọng bạn màu da sắc tộc gì, không quan trọng bạn học trình độ gì, không quan trọng bạn có tiền hay không, không quan trọng tất cả mọi thứ, nó không quan trọng. Quan trọng là bạn có khát khao thay đổi cuộc đời hay không, quan trọng là bạn có muốn học tập phát triển bản thân và giúp đỡ người khác hay không. Và Sibri nó cho phép tất cả chúng ta đạt được những cái điều như vậy. Đấy, và bây giờ Cường sẽ chia sẻ với anh chị em là chúng ta hợp tác kinh doanh với Sibri như thế nào và tại sao mà ngay lúc này đây chúng ta ngồi nhà chúng ta có thể kinh doanh được cùng với lại Sibri, chúng ta vẫn phát triển không giới hạn. Chỉ cần cái chúng ta có một cái trái tim lớn, chỉ cần chúng ta có một cái tâm thế là sẵn sàng học tập thay đổi bản thân, chỉ cần chúng ta sẵn sàng có một cái tâm thế là coi như bỏ đi tất cả những gì mình đã biết để mình tìm hiểu về một cái thứ nó rất là mới. Đó, đó là Sibri, đó là kinh doanh cùng với lại chúng ta. Đó. Thế chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Kinh doanh 4.0 nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái điều gì? Cho biết là ngày hôm nay nhờ cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nó đã tạo ra rất là nhiều thứ và thay đổi thế giới, và chúng ta biết là thế giới thay đổi không ngừng nghỉ. Và ngày hôm nay nếu như chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Và ngày hôm nay nếu chúng ta không biết tiếp cận đến những công nghệ, tiếp cận đến những xu hướng kinh doanh mới, tiếp cận đến những phương thức kinh doanh thông minh, đó, chúng ta cũng sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Và chúng ta quan sát đó, có rất là nhiều những cái doanh nghiệp khổng lồ, có rất là nhiều những nhà kinh doanh lớn và ngày hôm nay còn đang gặp vô vàn khó khăn. Thì chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta có thể sử dụng Facebook, chúng ta có sử dụng YouTube, Instagram, Zalo, Zoom, vân vân. Tất cả những cái công cụ này hoàn toàn miễn phí để chúng ta có thể sử dụng được. Chúng ta sử dụng hoàn toàn miễn phí công cụ để kinh doanh. Và rồi sao đấy? Chúng ta có hệ thống thành công có sẵn. Tức là ở đây chúng ta biết là công thức thành công có sẵn, bản đồ thành công có sẵn, quy trình có sẵn. Việc của chúng ta khi mà hợp tác kinh doanh ấy, là chúng ta được hướng dẫn từ A cho đến Z, được cầm tay chỉ việc, được bắt đầu như thế nào, học cái gì, rèn luyện ra sao, làm việc như thế nào. Việc của chúng ta chỉ cần học quy trình và nhân bản cái quy trình này, đúng không? Và chúng ta sẽ thành công. Chúng ta có một cái hệ thống huấn luyện và đào tạo ra các doanh nhân, đào tạo những con người rất là từ những con người bình thường trở thành những người phi thường. Ước mơ chúng ta càng ngày càng lớn hơn, khát vọng ngày một lớn hơn, tình yêu thương ngày một lớn hơn, trí tuệ ngày một lớn hơn. Đấy, và sức mạnh của chúng ta ngày một lớn hơn, và chúng ta sẽ thành công. Rồi đối tác mà bạn Phương Dung chia sẻ chúng ta ấy, họ lo tất cả mọi thứ đau đầu, mà trong kinh doanh các nhà kinh doanh rất là đau đầu, đó là lo về việc sản xuất, đấy là lo về việc nghiên cứu khoa học và phát triển, đó là lo về sản phẩm, đó là quản trị, đó là pháp lý, đó là các cái nền tảng có sẵn, nền tảng online để quản lý hệ thống vân vân, để mua bán online, để giao dịch, tất cả nó được tự động hóa hết, mọi thứ nó được tự động hóa. Và chính vì mọi thứ nó được tự động hóa, vì vậy chúng ta mới có thể ngồi tại bất kỳ nơi nào trên hành tinh này, chúng ta chỉ cần có một cái thiết bị thông minh, đó là cái smartphone hay là cái iPad hay là cái máy tính, đó, có kết nối Internet và chúng ta có thể kinh doanh được và chúng ta có thể phát triển được kinh doanh. Và đó là một cái điều rất là tuyệt vời, chúng ta hình dung. Và chính nhờ cái sự thông minh này, nhờ cái sự tích hợp tất cả những trí tuệ của nhân loại, nhờ tích hợp kết hợp với tất cả những sự thông minh nhất, những sự hiện đại nhất của con người ngày hôm nay, cho nên giúp cho chúng ta ngay lúc này đây có rất nhiều người không biết làm gì, thì chúng ta có thể phát triển kinh doanh. Và chính điều đó chúng tôi chia sẻ với tất cả những người bạn mà chưa biết đến chúng tôi, chưa đến Sibri để chúng ta cùng kinh doanh. Và một cái cơ hội kinh doanh chúng ta hình dung với chi phí tối thiểu và lợi nhuận thì tối đa, chúng ta có thể phát triển không giới hạn, phát triển không biên giới, bởi vì kinh doanh 4.0 chúng ta biết là không có biên giới nào hết và không có bất cứ một cái giới hạn nào có thể ngăn cản chúng ta. Đó. Hiện nay thì chúng ta đang social distancing, có nghĩa là đang cách ly xã hội.
Nhưng với trên nền tảng 4.0 và tạo ra những cái siêu kết nối như này thì chúng ta không khỏi phải cách ly đúng không? Đang ngồi bất kỳ đâu mà chúng ta tạo ra những siêu kết nối và liên kết con người một cách chặt chẽ này lại với nhau. Đấy, cho nên chúng ta có thể phát triển khắp cả nước và chúng ta phát triển ra thế giới. Thì đấy là một đôi điều cần chia sẻ với tất cả các bạn về cái nền tảng kinh doanh 4.0 này. Thế thì khi hợp tác với Simply, chúng ta có cái điều gì? Điều đầu tiên, chúng ta trở thành người tiêu dùng thông minh. Đấy, chúng ta trong lúc Covid này, nếu như bạn nào không thích kinh doanh, chúng ta có mọi thứ rồi thì chúng ta bảo vệ sức khỏe, sử dụng những cái sản phẩm nâng cao hệ miễn dịch giống như bạn Phương Dung lúc nãy chia sẻ, để chúng ta bảo vệ sức khỏe, chăm lo sức khỏe cho mình, đấy, để cho chúng ta có một cái hệ thống miễn dịch tốt để bảo vệ. Thế còn chúng ta muốn kinh doanh, thực ra các bạn biết không? Tất cả mọi người trên thế giới này, phần lớn tất cả mọi người trên thế giới này đều chia sẻ hết, đều đang làm network marketing, đều đang kinh doanh chia sẻ. Đấy, nhưng nó chỉ có sự khác biệt như này: có người thì chia sẻ có tiền và có người thì chia sẻ không tiền. Cứ lấy ví dụ như này, ví dụ là chúng ta vào một cái quán cà phê, ví dụ cà phê Highland, chúng ta uống, chúng ta thấy nó rất là ngon, không gian tuyệt vời, chúng ta mời những cái người bạn của mình đến cà phê Highland và chúng ta vẫn chia sẻ mà, chúng ta mời những cái người bạn của mình đến cà phê Highland và chẳng có ai trả tiền cho mình cả, có ông chủ cà phê Highland không trả tiền cho mình và mình vẫn làm bình thường. Đấy, hoặc là chúng ta đi ăn phở 24 hay là phở Lý Quốc Sư, nó rất là ngon. Chúng ta ví dụ ở Hà Nội chẳng hạn, ai mà bạn bè đến đó, đến Hà Nội và chúng ta đang ở Hà Nội, chúng ta sẽ mời những người bạn của mình ăn phở Lý Quốc Sư, chúng ta vẫn chia sẻ một cách bình thường và ông chủ cửa hàng Lý Quốc Sư không trả cho chúng ta một đồng nào và chúng ta vẫn chia sẻ. Rồi chúng ta đi du lịch ở một cái nơi nào đó, chúng ta có thấy không, ví dụ như chúng ta đi du lịch ở Đà Nẵng hay là chúng ta đi du lịch ở Dubai hay là đi du lịch ở tháp Eiffel Paris và chúng ta vẫn chụp những cái hình ảnh đó và chúng ta vẫn chia sẻ. Chúng ta đến những cái resort đẹp, chúng ta ví dụ như vào Vinpearl, chúng ta chụp những cái hình rất là đẹp và vô hình chung chúng ta chia sẻ cái câu chuyện chúng ta được ở Vinpearl nó đẹp như thế nào, nó sang trọng, nó lịch sự ra làm sao. Đấy, và những người bạn của chúng ta muốn đi du lịch, mình vẫn giới thiệu cho họ đến những cái resort tuyệt vời như vậy và chúng ta vẫn làm một cách tự động và không có tiền. Và một câu hỏi đặt ra là câu hỏi với tất cả các bạn là bao nhiêu trong số các bạn muốn mình vẫn chia sẻ những cái giá trị tốt đẹp này đến cho người khác. Chia sẻ, ngày hôm nay chúng ta chia sẻ cơ hội kinh doanh, chúng ta chia sẻ giải pháp bảo vệ sức khỏe, chúng ta chia sẻ về trí tuệ, chúng ta chia sẻ về kiến thức, chúng ta chia sẻ về phương pháp làm giàu tập thể, vân vân. Chúng ta vẫn chia sẻ, chúng ta chia sẻ để họ đến có một cái môi trường có thể huấn luyện đào tạo và phát triển con người để mang lại những cái giá trị khác trong cuộc sống. Và chúng ta chỉ cần kết nối 5 cho đến 10 người, 5 cho đến 10 nhà kinh doanh, 5 cho đến 10 người thực sự yêu thích phát triển kinh doanh. Đó. Rồi dần dần chúng ta học để chúng ta kết nối nhiều hơn nữa. Và chúng ta biết là bạn của 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 bạn thì vô hạn. Đó. Và ngày hôm nay virus corona hay là COVID-19 ấy, nó đang dạy cho con người rất là nhiều và chúng ta phải nhìn lại rất là nhiều thứ. Nhìn lại các cái mô thức kinh doanh, nhìn lại những cái gì chúng ta tàn phá, nhìn lại những cái cách thức kinh doanh mà sao triệt tiêu nhau. Đúng không? Kinh doanh mà cạnh tranh nhau, hạ bệ nhau, phá giá nhau, rồi tất cả những cái kiểu kinh doanh đó. Ngày hôm nay cũng chính nhờ cái virus này nó giúp cho con người chúng ta tĩnh tâm nhìn lại và nhìn lại mỗi bản thân mình, rồi nhìn lại cái công việc của mình đang làm, nhìn lại cái con đường của mình đang đi, nhìn lại rất là nhiều thứ và chúng ta nhìn lại cả cái việc mà hiện nay con người đang đối xử với thiên nhiên như thế nào để cho chúng ta đang bị phải trả giá, đúng không? Thế thì nhờ cái việc nhìn lại đó, đấy, nó giúp cho chúng ta tĩnh hơn để chúng ta xem là cái công việc kinh doanh chia sẻ này nó có thực sự để đáng quan tâm hay không, nó có thực sự chúng ta quan tâm đến nó một cách thực sự hay không, đúng không? Đấy, và chúng ta biết là nhờ cái tất cả những cái nền tảng 4.0 đó nó tạo ra cho chúng ta những siêu kết nối. Chỉ cần sử dụng Facebook, chỉ cần sử dụng Zoom, YouTube, Zalo rồi vân vân, chúng ta tạo ra những cái siêu kết nối như vậy, và tất cả mọi người, tôi tin là tất cả mọi người đều có thể học và sử dụng được những cái phương tiện như vậy. Thế thì chúng ta thấy không? Và cũng nhờ cái virus corona nó dạy cho con người biết sức mạnh của cấp số nhân. Chưa biết là hiện nay là hơn 200 người Việt Nam nhiễm và đã hàng chục người chữa khỏi rồi. Nhưng chỉ có hơn 200 người phát hiện mắc virus corona. Nhưng mà cái tổng số lượng người đang phải cách ly tại nhà cũng như là cách ly tại những cái điểm tập trung ấy
khoảng 6-70 ngàn con người. Chúng ta thấy hình dung sức mạnh của cấp số nhân không? Chúng ta hình dung cái sức mạnh của lan tỏa không? Và cũng chính virus corona nó cho chúng ta hiểu được cái việc mà nó lan tỏa một cách không giới hạn, không biên giới, nó như thế nào. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay cái kinh doanh chia sẻ và cái phương pháp chúng ta đã áp dụng kinh doanh này cũng chính là trên cái nền tảng nó lan tỏa cấp số nhân, lan tỏa một cách mạnh mẽ giống như cái con virus ấy. Và kết quả thì không biết nói dối đúng không? Một chút nữa Cường sẽ chia sẻ rất nhanh với chúng ta để chúng ta có thể hình dung. Cường rất là thấm với một cái câu nói, đó là nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng. Và chính cái cuốn sách Vĩ đại do lựa chọn của Jim Collins, Great by Choice, mà ngày hôm nay bản thân Cường nhìn lại, Cường cách đây 10 năm mình không nhận ra con người của mình. Mình nhìn lại cách đây 5 năm mình cũng không nhận ra con người của mình. Mình nhìn lại cách đây 4 năm, cách đây 3 năm, cách đây 2 năm, cách đây 1 năm mình cũng không nhận ra cái con người của mình nữa. Phải nói nhờ cái sự lựa chọn mà con người thay đổi, con người phát triển, nó rất là tuyệt vời và nó rất là hạnh phúc. Chính vì vậy chúng tôi chia sẻ những cái điều tuyệt vời này đến cho cả nhà. Và với cái đội ngũ của chúng tôi, cả nhà biết là trong tháng 3 vừa rồi, dịch bệnh nó khiến cho rất là nhiều người than phiền, nhiều người không kinh doanh được nữa và bắt đầu đóng cửa toàn bộ các cái hệ thống kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, rồi khách sạn, rồi du lịch, chúng ta thấy không? Quán cà phê, vân vân. Nhưng tháng 3 của chúng tôi vẫn phát triển, có 3.500 người mới vào tổ chức từ Cường trở xuống. Chúng ta hình dung không? Và chúng ta biết rồi, thời thế tạo anh hùng, phải không nào? Đấy, thế thì trong cái lúc mà có thể là khó khăn của rất là nhiều người, nhưng nhờ cái sự lựa chọn và nhờ cái sự thông minh của cái kinh doanh chia sẻ này, nó tạo ra một cái sự siêu kết nối. Và đây là cái kỷ lục về cái việc phát triển những cái người mới bước vào kinh doanh cùng với chúng tôi. Một cái tháng người ta tràn lan tất cả những cái thông tin, nào là khó khăn, nào là mất việc, nào là phá sản, nào là vỡ nợ, nào là vân vân tất cả mọi thứ. Thì tổ chức của chúng tôi có từ Cường trở xuống có thêm 3.500 người mới vào, và hiện nay tổng số thành viên của chúng tôi gần 26.000 thành viên. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và chúng ta biết là tất cả nó mới chỉ là bắt đầu. Và ngay giây phút này đây, ngay giờ khắc này đây, bạn nào biết đến Sibri, bạn nào biết đến chúng tôi tin cuộc đời của các bạn nó sẽ rất là nhanh. Nếu chúng ta học hành và phát triển làm theo hệ thống, chúng ta sẽ rất là nhanh. Chỉ 6 tháng, chỉ 1 năm thôi, chúng ta không nhận ra con người của mình và chúng ta sẽ có một cái sự phát triển thần tốc. Doanh số hiện nay, doanh thu hiện nay của chúng tôi khoảng 40 tỷ một tháng. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời, và nó cứ tăng trưởng, và chúng ta sẽ chứng kiến một cái tháng tư bùng nổ rất là tuyệt vời. Thế thì đến với Sibri có rất là nhiều những cái công cụ marketing, có rất là nhiều những cái chương trình tưởng thưởng. Ví dụ như dự án xe hơi, bao nhiêu số các bạn thấy là nếu mà phải ra đường lúc này mà chúng ta ngồi trong xe hơi ấy, thì an toàn hơn là đi xe máy, thì chúng ta giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Thế thì tập đoàn sức khỏe Sibri có một cái dự án xe hơi, và ngày hôm nay hệ thống của chúng tôi đã có khoảng độ 70 chiếc xe hơi. Và cái lúc mà Cường làm ấy, mùng 1 tháng 8 năm 2014 thì nó chưa có cái dự án này. Nhưng nhờ cái việc mà mình nắm bắt cơ hội trong cái lúc mà có rất là nhiều người chê về ngành kinh doanh này, có rất là nhiều công ty bị đóng cửa, rất nhiều công ty bị phá sản, có rất là nhiều cái doanh nghiệp lừa đảo, lướt sóng, bị khởi tố, thì chúng tôi âm thầm phát triển. Đấy, có. Và đến ngày hôm nay, chúng ta đã khẳng định được cái thương hiệu của mình, khẳng định được vị thế của mình tại thị trường Việt Nam. Và tất cả nó mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta một chút nữa chúng ta sẽ nghe cái chia sẻ, chúng ta sẽ hình dung. Thế vào ngày 1 tháng 6 năm 2014 thì 4 chiếc xe hơi đầu tiên, đó là người hướng dẫn của Cường, đó là hai bản thân Cường và hai cặp vợ chồng tầng 1 của Cường, đó là anh Sáng, chị Quang, đúng không? Rồi do cái sự lựa chọn có những chàng sinh viên cũng thành công, do cái sự lựa chọn có những bạn trẻ mà chỉ mất có hơn một năm thôi đã hoàn toàn trở thành con người tự do, 1.5 năm thôi, tự do tài chính, tự do ở tuổi 30. Bao nhiêu số các bạn mà dưới 28 tuổi, dưới 29 tuổi, chúng ta muốn tự do ở tuổi 30, tự do tài chính, tự do thời gian không gian, tự do quyết định cuộc đời của mình. Đó, thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, các bạn nào đang xem trên Facebook thì các bạn hãy comment nói tôi. Rồi, những tu sĩ nhờ cái phương pháp kinh doanh siêu kết nối, bạn ấy ở trong nhà dòng, gần như bạn ấy không kết nối với hệ thống, với đội ngũ, một tuần chỉ có một vài tiếng gì đó kết nối với đội nhóm của mình.
và bạn ấy vẫn phát triển cái công việc kinh doanh này đó, nhờ từ những cái hạt mầm trước khi bạn ấy vào trường dòng, bạn ấy gieo ấy, thì bạn ấy phát triển và trở thành chủ nghĩa cao cấp. Và ngày hôm nay sau vài năm tu tập, bạn lại quyết định ra ngoài để cống hiến tiếp cùng với Sibri. Sau đó bạn ấy đạt được mục tiêu rồi bạn lại quay trở lại cái trường dòng, cái con đường tu hành của mình. Nó là kinh doanh, nó với Sibri nó dành cho tất cả mọi người, nó rất là tuyệt vời. Rồi những người bà mẹ bỉm sữa không có thể thành công, những người mà có nền tảng sức khỏe yếu, đúng không, giống như là chị Lê Mỹ Hạnh, là một dược sĩ, là một người chủ của một cái hiệu thuốc, nhưng mà là mặc dù là vây quanh mình là cái hiệu thuốc nhưng mà lại không bảo vệ và phục hồi được sức khỏe cho mình. Nhưng nhờ Sibri, với chị chỉ có hơn một năm thôi, cuộc đời chị đã thay đổi hoàn toàn. Kinh doanh trước kia gặp rất nhiều khó khăn, sức khỏe kém, cho nên chúng tôi gọi là chị là thủ lĩnh đi lên từ vô vọng, không còn niềm tin và hy vọng nhiều đến cái sức khỏe của mình nữa. Thì ngày hôm nay Sibri đã trả lại cho tất cả chị tất cả mọi thứ. Rồi có những người mà ngày xưa bạn Hoàng Thị Thế Hằng trong một cái lần Cường là người ăn chay trường đấy, và được ăn chay được gần 4 năm rồi đấy, và bạn Hằng này cũng là một người ăn chay trường. Thì trong một cái lần Cường đi ăn chay, bạn Cường ngồi cái bàn này thì bạn ấy ngồi cách Cường một cái bàn khoảng độ 1.5 mét đấy, và thấy bạn ấy đang chia sẻ với những cái người ngồi gần đấy về Phật pháp rồi về ăn chay vân vân, Cường thấy rất là hưng phấn và Cường nói là ôi em chia sẻ về Phật pháp hay thế, anh em mình có thể giao lưu cái số điện thoại. Và chúng tôi giao lưu số điện thoại, sau đó thì Cường chia sẻ cho bạn Hằng về cái cơ hội kinh doanh này đấy. Và ngày hôm nay sau một cái giai đoạn vô vàn khó khăn thử thách, bạn ấy trước kia cũng là chủ doanh nghiệp, trước kia cũng từng làm chủ nhà hàng, chủ những cái khách sạn mini, nhưng mà bạn ấy nhận thấy được rằng, may cho bạn là bạn ấy nhận được ra rất là sớm, từ cách đây khoảng độ 3 năm, hơn 3 năm, cho nên bạn ấy quyết định đóng cửa tất cả những cái cơ sở kinh doanh đó và bạn ấy đi tìm, đi học phát triển bản thân và tìm những cái cơ hội kinh doanh mới. Thế thì vũ trụ nó kết nối thôi, đó, những người giống nhau thì hút nhau, thế là vũ trụ kết nối Hoàng Thị Thế Hằng với Trương Huy Cường, và Cường đã kết nối và chia sẻ cho bạn ấy. Đấy, và ngày hôm nay không những bạn ấy thành công, không những bạn ấy tự do hoàn toàn. Lúc đầu cái năm đầu tiên ấy có rất là nhiều người phản đối, có người thân thì bố mẹ lo lắng, em gái lo lắng cho bạn ấy. Nhưng ngày hôm nay thì bạn ấy rất là hạnh phúc, bởi vì bạn ấy càng ngày càng tỏa sáng, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng giàu có, lại giúp được rất là nhiều người. Ở dưới bạn ấy thành công hiện nay là bạn đã giúp được cả bạn ấy và những người đi theo bạn ấy, 3 người đã có xe hơi. Rồi một người mà Cường rất là ấn tượng, đấy chính là Anna Nguyễn, và tên thật của bạn ấy là Nguyễn Thị Vân Anh, tại Sài Gòn. Hiện nay thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Một người mà ngày xưa từng làm chủ doanh nghiệp, là một nhà khoa học về công nghệ sinh học. Đấy, rồi bạn ấy làm, trước khi kinh doanh ấy, thì bạn ấy cũng đã làm rất là nhiều những cái vị trí quản lý cấp cao rồi vân vân. Rồi bạn ấy kinh doanh và mở ra những cái cơ sở kinh doanh. Và rất là tình cờ, và chúng tôi cũng nhờ cái công nghệ 4.0 này, nhờ cái cuộc cách mạng 4.0 này, chúng tôi kết nối với nhau qua Facebook và YouTube, đúng không? Đấy, và chúng tôi trao đổi với nhau. Và khi mà bạn ấy hiểu được sức mạnh của Sibri, khi bạn ấy hiểu được cái từ thụ động, khi bạn ấy hiểu được những từ phát triển không giới hạn, khi bạn ấy nhìn thấy sản phẩm của Sibri nó mang lại giá trị cho cả cộng đồng và cả thế giới này với một cái giá cạnh tranh vô đối, và bạn ấy bắt tay và bạn ấy sống trọn vẹn với Sibri từng giây từng phút, và bạn ấy cái tháng đầu tiên bắt đầu bạn ấy chỉ có khoảng độ 15 ngày đấy, 15 ngày học hỏi và bắt đầu thôi, thì bạn đã có lợi nhuận là 13.628.500 đồng. Bạn ấy chia sẻ với Cường là lần đầu tiên em kinh doanh mà tháng đầu tiên kinh doanh là có dòng tiền dương, và bắt đầu bạn ấy hình dung ra được cái sự thành công của mình, và bắt đầu bạn ấy làm ngày làm đêm, chia sẻ kết nối huấn luyện và đào tạo. Tháng thứ hai bạn đã có dòng tiền trên 43 triệu, tháng thứ ba 48, tháng thứ tư trên 53 triệu, tháng thứ năm trên 91 triệu, và chắc chắn tháng này tôi tin là bạn ấy sẽ vượt cái con số là 9 chữ số. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời, đúng không? Anna Nguyễn, người tầng một, Cường là người tầng một trực tiếp làm việc cùng với Cường, rất là tuyệt vời. Rồi những người bạn, những người em biết bỏ cái tốt đi tìm cái vĩ đại. Ví dụ như chị Phan Thị Nguyệt, ngày xưa chị cũng đã từng làm network marketing 10 năm, đã có nhà lầu, đã có xe hơi, đã có rất là nhiều tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh, đã rất thành công ngay cái lúc mà chị đang thành công đỉnh cao đó. Nhưng mà chị nhìn thấy rằng là mình không giúp được những cái người khác đi theo mình thành công giống như mình, cho nên là chị quyết định bỏ cái
rất là nhiều người nói rằng đó là cái tốt và chị đã bỏ. Và ngày hôm nay chị hợp tác với tập đoàn sức khỏe Siri, chị đã toại nguyện được với cái tâm nguyện của mình. Ngày hôm nay chị hợp tác với Siri không phải là chị theo đuổi tiền bạc, bởi vì chị đã tự do tài chính hoàn toàn rồi, chị đã có rất nhiều tài sản rồi, nhưng chị thích giá trị cống hiến và giá trị giúp đỡ những con người khác, bởi vì chị biết là có rất nhiều người muốn thay đổi và cần được thay đổi chất lượng cuộc sống, và chị cùng với Cường, cùng với hệ thống đó, phát triển. Và có rất là nhiều những người tin đi theo chị đã thành công, và trong đó là hai vợ chồng mà cũng ra những cái quyết định mạnh mẽ, đó là Nguyễn Tấn Kiệt và Trần Huyền Trân. Trần Huyền Trân là nhân viên nhân sự của ngân hàng ACB, và Nguyễn Tấn Kiệt là giám đốc dự án cái công cái một cái công ty kinh doanh, một cái công ty xây dựng rất là lớn ở miền Nam. Với cái thu nhập của bạn Tuấn Kiệt một tháng khoảng 3.000-4.000 đô la, và bạn ấy biết đến CV chỉ trong thời gian rất ngắn, và bạn ấy từ bỏ cái công việc làm công ăn lương với cái vị trí mà nhiều người mơ ước, đó là giám đốc dự án đó, và bạn đã hợp tác với CV. Và ngày hôm nay hai vợ chồng, nếu các bạn lên Facebook Nguyễn Tấn Kiệt, Trần Huyền Trân, các bạn sẽ thấy họ yêu nhau, họ hạnh phúc như thế nào, và đó là một cái điều mà Cường rất là sung sướng. Và các bạn ấy nhận ô tô CV mà ngay lúc này còn chưa có bằng lái xe ô tô ở đây nữa, nhận ô tô vài tháng rồi nhưng lúc này còn chưa có bằng lái xe, đi đâu vẫn phải thuê người lái xe. Đấy là một cái điều mà sao, đấy là do cái sự lựa chọn. Rồi những cái cô không biết đi xe đạp, không biết đi xe máy cũng thành công. Những chị bán cá, và Cường cứ tự hỏi là có rất là nhiều người đến với Siri bảo là em không có kiến thức, em không có kỹ năng, em không được học hành nhiều, em không, tức là cái nỗi sợ không đủ, cái nỗi sợ không đủ có rất là nhiều thứ. Và chúng ta biết không, chị Tô Thị Đính là một cái người phụ nữ bán cá ở chợ Ga Vinh, bán kinh doanh hàng tươi ở chợ Ga Vinh, quanh năm suốt tháng là quanh mình là cái mùi tanh của cá, của tôm, rồi vân vân. Nhưng mà khi chị biết đến Siri, từ một người béo ơi là béo, béo ơi là béo, và chị sử dụng những cái sản phẩm Siri, nó đã thay đổi con người của chị. Đấy, và chị chia sẻ ngày đêm, học tập ngày đêm, chia sẻ ngày đêm, mà là một cái người mà không biết sử dụng Zalo, không sử dụng Facebook. Bởi vì năm nay chị gần 60 tuổi rồi, chúng ta hình như không? Nhưng nhờ cái khát khao thay đổi cuộc đời, nhờ cái môi trường nó đã thay đổi chị ấy, và chị học từ đầu, biết sử dụng Zalo, biết sử dụng Facebook, biết livestream, rồi bây giờ biết dùng Zoom để đào tạo tất cả mọi thứ, từ một người phụ nữ bán cá mà ngày hôm nay không những giúp mình thành công mà đã giúp cho mình 7 người có ô tô cùng với chị. Phải nói đấy là một cái điều vô cùng hạnh phúc. Rồi có những bạn chỉ học hết lớp 3 thôi, có những bạn chỉ học hết lớp 3 mà đã đi du lịch cùng với Cường đến Pháp, Italia vào tháng 4 năm 2019 và có thể đứng trên sân khấu làm MC. Có những bạn chỉ học hết lớp 8, ngày hôm nay đang huấn luyện và đào tạo những con người rất là tuyệt vời. Có những người là doanh nhân, có những người là hiệu trưởng, có những người hiệu phó, có những người giám đốc, vân vân, rất là tuyệt vời. Có những bạn chỉ là bắt đầu xuất thân từ người nông dân, từ một cái hình ảnh cái cô nông dân, rồi thỉnh thoảng đi làm phu hồ. Chúng ta thấy đó, bạn ấy đội cái nón, đeo cái khẩu trang mà bước vào Sài Gòn tham dự cái sự kiện 23 tháng 9 năm 2018. Lúc đó thì Cường được nhận chiếc xe Mercedes-Benz. Và bạn ấy vào cái sự kiện đó không có tiền để đi máy bay, và bạn ấy phải đi cái xe khách từ Hà Tĩnh, từ Can Lộc Hà Tĩnh để vào thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ấy không có váy đẹp để đi tham dự cái sự kiện đó, bạn ấy phải mượn một cái người đồng nghiệp trong Siri này, mượn cái váy để tham dự sự kiện 23 tháng 9. Và bắt đầu từ một cái quyết định mạnh mẽ tham dự cái sự kiện đó, rồi ngày hôm nay chúng ta biết không, chỉ sau một năm thôi, không ai nhận ra cô nông dân ngày đó nữa. Ngày hôm nay không ai nhận ra cô nông dân đó. Ngày hôm nay đó là một doanh nhân rất trẻ, sinh năm 1988, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy yêu thương, và đang phát triển bản thân, phát triển kinh doanh không giới hạn, vô cùng hạnh phúc và vô cùng tuyệt vời. Và những con người chúng tôi đi trước, đương nhiên, đúng không? Chúng tôi, những người đầu tiên đã trả giá, đã nắm bắt cái cơ hội này, đã xây dựng được một cái nền tảng. Đấy, và nhờ cái việc giúp đỡ, huấn luyện, đào tạo và phát triển những con người khác thành công, thì chúng tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng. Đây là người hướng dẫn của tôi nhận Mercedes-Benz vào ngày 19 tháng 10 vừa rồi tại thành phố Hồ Chí Minh. Cặp vợ chồng tầng 1 của Cường nhận Mercedes-Benz sau Cường có vài tháng thôi, vào ngày 16-17 tháng 3 tại năm 2019 tại Đà Nẵng. Tầng 2 của Cường, anh Ngô Văn Cáp nhận Mercedes-Benz cùng với hai người con của mình tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 10. Và cái giây phút mà anh ấy nhận mẹ, anh chia sẻ, anh ấy khóc như mưa sau những cái tháng ngày kinh doanh, lựa chọn kinh doanh nhiều thứ như là karaoke, như nhà hàng, như cà phê trước kia chưa thành công, trong network trước kia cũng chưa thành công, nó phải bán nhà, vân vân.
và ngày hôm nay nhờ cái sự lựa chọn mà anh đã lấy lại được tất cả mọi thứ, vợ đẹp và con khôn, cả gia đình khỏe mạnh, tất cả mọi thứ rất là tuyệt vời. Anh có nhà mới, không như vậy và sao anh có Mercedes Benz giúp đỡ được rất nhiều người thành công. Phan Thị Hiếu tầng 3, Phan Thị Hiếu Trịnh Xuân Hy là tầng 3 vừa cường giới thiệu cho anh Huynh chị Phương, anh Huynh chị Phương giới thiệu cho anh Cát giới thiệu cho bạn Hiếu, và tất cả chúng tôi đều có Mercedes Benz. Đấy là một cái điều thực sự là hạnh phúc, đây là cái hình ảnh của chúng tôi. Phải nói là trong cuộc sống này, khi mà chúng ta tiếp cận với những cái công việc kinh doanh mới, khi mà tiếp cận với những cái mô thức kinh doanh mà có thể do rất là nhiều người làm bậy, có rất là nhiều người chột giật, có rất là nhiều người lướt sóng, có rất là nhiều người mà họ gieo lòng tham, có rất là nhiều người họ gieo cái sự lười biếng, gieo sự dễ dàng đấy, và mượn cái mô thức kinh doanh này ấy, để trục lợi trên cái sự chưa hiểu biết của người khác. Thế thì chúng tôi nguyện biến mình thành cái cây bút để vẽ lại một bức tranh tuyệt đẹp như nó vốn có của nó về network marketing. Và hơn 5 năm rưỡi qua chúng tôi đã làm được cái điều đó. Và không phải những người thân của chúng ta ai cũng tin chúng ta ngay từ đầu đâu các bạn ạ. Không phải như vậy. Và điển hình là bà xã của Cường đúng không? Trong ngành kinh doanh này bà xã Cường, cả nhà biết không, Cường phải mất 8 năm. Cường phải mất 8 năm mới tuyển được bà xã của Cường bước vào cái ngành kinh doanh này. Đấy, và cả nhà biết không là tại một cái sự kiện Rich Camp số 10, tức là cái chương trình đào tạo huấn luyện Rich Camp lột xác để trở nên giàu có số 10 của chúng tôi ấy. Thì bây giờ là số 14 rồi, chuẩn bị số 15, tức là cách đây khoảng độ gần 2 năm. Thế thì khi mà bà xã Cường mới đi dự cái sự kiện đó thì bà xã mới thấu hiểu được cái công việc của mình, mới cảm nhận được cái giá trị công việc của mình, mới thấy được là cái sự nỗ lực của mình và những con người tin đi theo Cường. Và sau cái sự kiện đào tạo đó khoảng độ 400 người đó, thì cái đêm hôm đấy về, hai vợ chồng về đến nhà rất là khuya, sau đó thì đi ngủ. Mà trước khi ngủ ấy thì bà xã của Cường mới nói, cả nhà biết là một người phụ nữ trước kia thường xuyên khuyên là anh hãy đi tìm công việc ổn định mà làm, tìm công việc ổn định mà làm, đúng không? Cứ lông bông lang bang kinh doanh mà chưa thành công thế thì bao giờ mới giàu được, thường xuyên khuyên như vậy và thường xuyên bảo Cường là một người chém gió vân vân. Nhưng mà chờ, phải nói là cái giây phút đó Cường không quên được. Đó là khi mà trước khi ngủ ấy thì bà xã có nói là thực sự ấy, em không ngờ là trong cuộc đời này lại có cái lần, lại có cái thời khắc mà em lại ngưỡng mộ anh đến thế. Thế này đúng không? Và thực sự là cái câu nói đó nó khiến cho mình là bao nhiêu năm tháng vất vả, miệt mài, trả giá rất là nhiều thứ, hy sinh rất là nhiều thứ. Và nó khiến cho mình đó rất là tự hào về bản thân và rất là hạnh phúc đó. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang cùng nhau phát triển kinh doanh. Đây là cái hình ảnh 23 tháng 9 năm 2018. Rồi chúng tôi được thưởng một cái danh hiệu Platinum cấp 12. Ở Sibri thì có 14 cái cấp độ đó. Thì hiện nay chúng ta đang ở cái cấp độ 12, được thưởng 1 tỷ 575 triệu để đi du lịch. Và chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch, đưa mẹ của mình, những người thân yêu của mình đi du lịch sau này khi mà hết dịch bệnh rồi vân vân. Và hiện nay ở Việt Nam đã có 5 Mercedes-Benz, 60, 70 xe hơi khác rồi đúng không? Và mục tiêu của chúng tôi năm nay là sao? Ít nhất là từ 20 cho đến 30 chiếc Mercedes-Benz cộng với 200 chiếc xe hơi khác. Bao nhiêu trong số các bạn đang tham dự ngày hôm nay chúng ta ra quyết định là mình sẽ nằm ở trong cái con số 230 này thì comment trên Facebook nói tôi đúng không? Hoặc là giơ ngón tay cái khi mà đang theo dõi Zoom. Rồi, cảm ơn cả nhà. Đấy, và chúng ta có 4 sự lựa chọn: người tiêu dùng thông minh, rồi sao thu nhập bổ sung công việc chính và xây dựng doanh nghiệp mới. Chúng ta với tinh thần của S69 đã không làm thì thôi, đã không chơi thì thôi. Đó là sao? Đó là cùng nhau xây dựng một đế chế kinh doanh, cùng nhau tạo ra một cái sự dẫn đầu trong cái ngành kinh doanh này. Và chúng tôi có công thức thành công chắc chắn. Với các bạn mới, chúng ta hãy tìm hiểu và áp dụng, chỉ cần áp dụng cái công thức này thôi. 4 giây, 2 phút, 72 giờ, 21 ngày và 10.000 giờ. Đây là công thức thành công áp dụng cho mọi lĩnh vực. Chúng ta có thể trở thành master trong cái lĩnh vực mà mình làm. Thế còn ở CBD chúng ta chỉ cần 4 giây để ra quyết định, 1, 2, 3, 4 cái sự lựa chọn. 2 phút để chúng ta mở mã số online hoàn toàn tự động hóa. 3, 72 giờ chúng ta được chuyển giao công nghệ kinh doanh hoàn toàn tự động hóa. Đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng những cái video rồi vân vân để học rồi lại chuyển giao cái quy trình kinh doanh và công nghệ kinh doanh cho người khác. Trong vòng 21 ngày chúng ta chia sẻ kết nối, sử dụng Facebook, sử dụng Zalo, sử dụng Zoom, sử dụng YouTube, vân vân. Chúng ta chia sẻ kết nối, chia sẻ kết nối, chia sẻ kết nối. Những con người thích ô tô, những con người thích khỏe mạnh, những con người thích giàu có,
những người muốn tái khởi nghiệp, những người đang gặp khó khăn, chúng ta hãy chia sẻ kết nối với họ ngày đêm liên tục và học hành. Rồi chúng ta hành động 10.000 giờ liên tục thì chúng ta sẽ trở thành bậc thầy về kinh doanh không ạ? Và ngoài ra chúng tôi còn có bản đồ thành công, thì trong các chương trình huấn luyện đào tạo chúng tôi sẽ chia sẻ về bản đồ, chúng tôi sẽ chia sẻ về quy trình, chúng tôi sẽ chia sẻ về know-how, về tất cả những bí quyết thành công để giúp cho tất cả chúng ta với những con người có khát vọng chúng ta có thể thành công được. Ở đây ai giúp chúng ta thành công chính là hệ thống S69. S là school, là trường, 6 là lộc, 9 là phúc. Đó là trường huấn luyện đào tạo làm phúc hưởng lộc. Và cũng chính nhờ cái việc mà tích phúc, chúng ta biết là nguồn gốc của sự giàu có đó là sao? Có phúc thì sẽ có phần. Và các cụ nói là sống cho có đức thì mặc sức mà ăn, đúng không? Thế thì chúng ta chỉ cần tập trung vào giúp đỡ người khác thôi. Tập trung vào chia sẻ, tập trung vào kết nối, tập trung vào giúp đỡ người khác, tập trung vào hướng dẫn, tập trung vào huấn luyện, đào tạo, phát triển, lãnh đạo, dẫn dắt người khác. Chúng ta làm phúc như vậy, chúng ta giúp những người khác khỏe hơn, chúng ta giúp những người khác có trí tuệ hơn, giúp người khác trưởng thành hơn, giúp những người khác khôn ngoan hơn, thông minh hơn, vân vân. Giúp những người khác phát triển con người, vượt qua những cái nỗi sợ hãi, đúng không? Sống có giá trị, sống có ích. Đấy là cái công việc làm phúc. Và khi chúng ta làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ có lộc. Và chính vì vậy cái trường huấn luyện đào tạo làm phúc hưởng lộc này, trong cái lúc mà có rất là nhiều người gặp khó khăn, trong cái lúc mà có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, trong cái lúc mà xã hội ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay gặp rất nhiều khó khăn, thì bằng do cái quy luật của vũ trụ thôi, do cái thiên luật luật của vũ trụ, đó là luật nhân quả, chúng tôi đã gieo những cái điều tốt đẹp này cách đây hơn 5 năm rưỡi. Chúng tôi gieo thường xuyên, gieo liên tục. Và ngày hôm nay thì nó đang càng ngày lộc nó càng đến, càng ngày tạo ra quả phúc càng lớn, càng ngày lộc nó càng nhiều. Và bao nhiêu trong số các bạn đang theo dõi livestream, chúng ta cũng muốn làm phúc hưởng lộc. Bao nhiêu trong số các bạn đang 1.000 người đang trên Zoom, chúng ta cũng muốn làm phúc hưởng lộc thì chúng ta giơ tay. Vâng. Rồi các anh chị em trên Zoom, anh chị em nào chúng ta sẽ cùng muốn mình làm phúc hưởng lộc, giơ ngón tay cái để chúng ta thấy. Cảm ơn tất cả các bạn. Và bằng cái nhiệt huyết và đam mê và tình yêu thương của chúng ta thì chắc chắn đây là cái thời điểm, không phải là thời điểm vàng hay kim cương, mà có thể nói là cái thời khắc quan trọng nhất, tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người. Nó sẽ tạo ra những con người bình thường có những cái cơ hội thay đổi ngoạn mục. Nó sẽ tạo ra những cái người mà nhìn nhận lại cái con đường kinh doanh của mình, phương pháp kinh doanh của mình để thay đổi, thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Và đó là những gì Cường muốn gửi tới tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe xem, chúng ta sẽ nghe một vài chia sẻ. Tại sao mà trong cái tháng 3, cái tháng của dịch bệnh, mà chúng tôi lại phát triển mạnh mẽ như vậy, lại có 3.500 người mới vào tổ chức, lại có rất là nhiều người tạo ra những thành công mới của mình trong hệ thống kinh doanh của chúng tôi, đúng không? Và chúng tôi sẽ được nghe chia sẻ của những nhà tư vấn chuyên nghiệp mới, những người đã bước vào dự án xe hơi, chuẩn bị nhận xe hơi. Và một bạn đến từ rất xa, tôi sẽ giới thiệu với cả nhà, và bạn ấy sẽ giới thiệu bản thân và sẽ chia sẻ. Xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hiền đến từ Điện Biên. Vâng, em xin chào Thủ lĩnh Vàng Quốc gia Trương Y Cường, xin chào toàn bộ các anh em, các anh chị em đang theo dõi trên Zoom và những anh chị em đang theo dõi trên livestream. Hiền xin tự giới thiệu đầy đủ bản thân. Hiền là tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Hiền. Trước đây thì Hiền làm ở công chức nhà nước, làm ở Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Điện Biên. Và chính thức mùng 1 tháng 3 thì Hiền chính thức nghỉ công việc nhà nước và tập trung hoàn toàn với Siri. Và Hiền thấy được rằng là như Thủ lĩnh nói rằng là đúng thật, là khi mình tập trung ở đâu thì mình sẽ mở rộng ra ở đó. Và mùng 1 tháng 3 thì Hiền cũng giữ nhà tư vấn viên cao cấp thì cũng phải đến 6 tháng rồi đấy. Thế là đến mùng 1 tháng 3 là một cái thời điểm mà mọi người biết là trong cái giai đoạn từ tháng 2, tháng 3 thì cái thời điểm dịch bệnh rất là nhiều và nhiều ngành nghề Hiền thấy là đang suy thoái. Thế là khi mà Hiền ra quyết định nghỉ và mùng 1 tháng 3 thì Hiền tập trung với CV thì Hiền đã lên được danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp, thực sự là vô cùng hạnh phúc. Bởi vì thực sự là không thể tìm ở đâu ra được cái ngành nghề nào mà trong cái thời điểm này mà lại có thể là phát triển một cách vượt bậc. Bởi vì trong đội ngũ của Hiền tháng này mọi người biết không, có 3 người bước chân vào Dream Team, vào đội hình Dream Team đó, và có một tư vấn viên cao cấp, cho nên thực sự nó là những cái điều vô cùng hạnh phúc.
và may mắn bởi vì mình đã lựa chọn cái công cụ này, cái phương tiện này, và may mắn cho Hiền là Hiền biết đến hệ thống S69. Bởi vì ngày xưa ấy, Hiền cũng đã từng yêu cái ngành này, Hiền cũng đã từng hợp tác với tập đoàn của Mỹ để kinh doanh cái ngành này, nhưng mà chưa bao giờ ở trong một cái hệ thống tuyệt vời như thế, và chưa bao giờ Hiền được đào tạo, Hiền được huấn luyện để mình có thể phát triển bản thân mình như ở trong S69. Và Hiền thấy Hiền thay đổi hoàn toàn. Nếu như Hiền làm ở công chức nhà nước thì Hiền nghĩ là chắc chưa bao giờ Hiền tưởng tượng nổi là mình lại có thể là tự mình có thể hiện thực hóa được cái ước mơ đó, là tự mình mua xe hơi. Không bao giờ Hiền nghĩ, Hiền chỉ nghĩ là thôi chắc chắn là nhà vợ chồng mình thì cố gắng chắc khoảng tầm 40-50 gì đấy, may ra thì cũng tích cóp vào, gọi là bóp mồm bóp miệng thì cũng cố gắng mua lấy cái xe, nhưng đến bây giờ vẫn là chỉ là vợ mơ ước thôi. Và cái đấy là cộng hưởng của hai người. Nhưng mà với Siberi thì Hiền hiện thực được cái ước mơ của Hiền nó rõ ràng hơn, và đây nó là cá nhân Hiền chứ không phải là cả hai người nữa. Cho nên thực sự nó là những cái cơ hội mà anh chị em thực sự là nếu như ai biết đến CB rồi thì hãy ra quyết định lựa chọn và hành động ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là một là cái công cụ chúng ta lựa chọn đây là nó quá tuyệt vời rồi, sản phẩm tuyệt vời, giá thành tuyệt vời, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, rồi chúng ta có một hệ thống dẫn đường tuyệt vời, công thức quá có sẵn rồi. Và cái thời điểm này nó là cái thời điểm thực sự là tuyệt vời để cho anh em phát triển. Bởi vì sao? Tại sao trong tháng 3 mọi người trong các ngành nghề khác suy thoái mà đội ngũ của Hiền vẫn phát triển một cách thật là tuyệt vời? Đó là vì mọi người biết là thứ nhất, cái thời điểm này ấy, có rất là nhiều ngành nghề đang gặp vấn đề và họ đang có những cái bế tắc trong cái công việc của họ, và họ đang muốn tìm hiểu, loay hoay tìm kiếm một cái cơ hội nào đó để có thể phát triển, để có thể là duy trì cuộc sống và để có thể là thực hiện hóa được ước mơ của mình. Thì chúng ta hãy chia sẻ đi, hãy chia sẻ Siberi đi, hãy sử dụng phẩm Siberi và bắt đầu chúng ta đi chia sẻ, lan tỏa những cái giá trị tuyệt vời ở trong Siberi, bởi vì chúng ta không rất khó để có thể tìm kiếm ở ngoài thị trường với một cái công cụ nào có thể giúp chúng ta hiện thực được. Và chính vì lẽ đó cho nên là đội ngũ của Hiền trong tháng vừa rồi chia sẻ liên tục và kết nối kể cả những người mà trước đây Hiền đã chia sẻ một thời gian, bây giờ họ bế tắc, họ không biết là tìm phương hướng nào, bởi vì là đang giảm rất là nhiều, kể cả về doanh số, về kinh doanh, nên họ tự tìm đến rồi có những thầy cô giáo bây giờ đang rất là nhàn rỗi, chả biết làm gì cả, một ngày cứ khi sáng ngủ 8 giờ mới dậy. Đấy, Hiền hỏi 8 giờ mới dậy, không biết làm cái gì, muốn tìm cơ hội, không biết tìm cái gì luôn. Thế thì chia sẻ thời điểm này nó rất là thuận lợi anh chị em ạ, vô cùng thuận lợi luôn. Và mọi người biết là cái hệ thống của chúng ta thì đào tạo thì hoàn toàn là online, chủ yếu là online đúng không? Thế cho nên là cái đấy là một cái thực sự quá thuận lợi cho anh em phát triển. Đấy, cho nên là tại sao lại trong đội ngũ của em thì lại như vậy. Và quan trọng nhất nữa là mọi người hãy tin đi, hãy tin người hướng dẫn của mình, hãy tin hệ thống của mình. Và khi mọi người tin, mọi người vào sâu rồi thì mọi người sẽ thấy được rằng là mình may mắn như thế nào ở trong cái hệ thống tuyệt vời. Và sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực của chúng ta chiến thắng. Cho nên là mọi người biết trong tháng 3 Hiền có hai cái niềm vui. Một là Hiền lên nhà tư vấn chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là Hiền là một trong số 10 người chúng chuyến đường đua du lịch của tập đoàn. Thực sự nó là những cái mà không tưởng tượng nổi. Trong cuộc đời của Hiền thì Hiền nghĩ rằng là mình không bao giờ mình nghĩ là mình có thể đi du lịch ở đâu với cái bản thân mình có thể tự làm được hết. Và nghĩ rằng là thì chắc là sau này thì cũng có thể là đi Lào, đi Thái Lan thì cô cố gắng là đi cái chuyến gọi là tiết kiệm đấy, thì chắc là cũng sẽ có thể sang được, nhưng mà nó vẫn là xa vời lắm. Cho nên là nói là những cái thứ mà nhà giá trị nhận được thì nó thực sự ngoài sức tưởng tượng. Đấy, đó là cái hiện thực anh chị em nhé. Và cái thời điểm Hiền làm Siberi là cái thời điểm mà Hiền cũng chỉ là làm song hành thôi, chứ không phải hoàn toàn với Siberi. Thế nhưng mà chỉ chưa đầy một năm thôi, cái mà Siberi mang lại cho Hiền nó đã gấp đôi cái số mà Hiền làm nhà nước 13 năm 4 tháng. Cho nên á, thực sự là anh chị em hãy cứ tin đi, chúng ta hãy tập trung ta làm, và chúng ta cứ bỏ ra, cứ cho rằng chúng ta chậm thì chúng ta một năm, không thì nhanh thì 6 tháng ở trong Siberi. Có chỉ như là Anna Hiền rất là ngưỡng mộ, 3-2 tháng đã tư vấn viên trưởng rồi đúng không? Trong Siberi có những người 3 tháng đã nhận xe hơi, có những người 6 tháng thì thôi, chúng ta kể những ta bình thường đi, chúng ta cứ dành cho mình một năm thay vì 13 năm, trời ơi, như Hiền chẳng hạn, thì nó cũng là quá xứng đáng để chúng ta bỏ công bỏ sức ra để chúng ta tập trung để chúng ta làm với Siberi, hợp tác với Siberi. Đấy. Vâng. Em rất là tuyệt vời, xin chúc mừng Nguyễn Thu Hiền đến từ Điện Biên, chúng ta thấy không ạ?
cũng là một cái người dám từ bỏ cái tốt, ước mơ của rất là nhiều người, những người bạn cán bộ văn hóa tỉnh để đi sao tập trung 100% với CV. Đấy, và tháng vừa rồi kết quả không biết nói dối, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ giao lưu tiếp với một nhà tư vấn chuyên nghiệp mới ở rất là xa chúng ta, ở mãi tận Bình Phước, cũng là một thầy giáo. Đấy, và bằng nhân viên như thế nào và tại sao trong cái tháng có rất là nhiều những ngành nghề khác gặp khó khăn đấy, thì bạn mở một cái danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp và bước chân vào dự án ô tô đấy, và đã có những đặc điểm chính. Xin mời bạn nhà tư vấn chuyên nghiệp Phạm Duy đến từ Bình Phước. Dạ, em xin chào thủ lĩnh Vàng Quốc gia Trương Huy Cường, chào tất cả các cô chú anh chị em có mặt trên buổi Zoom vô cùng tuyệt vời sáng ngày hôm nay. Thì em xin giới thiệu bản thân em, tên đầy đủ là Phạm Văn Duy, em đến từ thị trường Bình Phước. Bản thân đang là một giáo viên thể dục dạy tại một trường cấp 3 của tỉnh Bình Phước. Và em thật sự là rất chi là may mắn khi mà cuộc đời em biết đến Siberia và đón nhận cái cơ hội này từ một người anh trai vô cùng tuyệt vời. Đó là anh Ngọc Tú, hiện tại đang làm sĩ quan ở thành phố Đà Nẵng. Và bản thân em thì từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ tham gia kinh doanh một cái gì cả, em cũng chưa biết là ngành kinh doanh network marketing nó như thế nào cả. Và may mắn mà được người anh trai chia sẻ, và anh trai cứ bảo là em dùng sản phẩm, sau đó em hãy lan tỏa cái giá trị này thôi. Thì thực sự là khi mà nghe người anh chia sẻ thì em nghĩ rằng là em sẽ không làm được, bởi vì em từ nhỏ giờ mà em chưa bao giờ em buôn bán hoặc kinh doanh bất kỳ một cái gì cả. Nhưng mà bằng với cái giá trị đích thực của Siberia, em bản thân gia đình em đã dùng và đã có kết quả, và em bằng cái tình yêu và cái sự mình muốn lan tỏa cái giá trị tốt đẹp này tới cộng đồng, thì ngày hôm nay cái kết quả nó thật sự là không biết nói dối, nó rất chi là bất ngờ đối đến với bản thân em luôn. Em đã công tác trong nghề giáo viên 14 năm và hiện tại cái thu nhập của em chỉ có 7 triệu một tháng thôi, nhưng mà ngày hôm nay đến tháng thứ 9 sau 9 tháng hợp tác cùng tập đoàn sức khỏe Siberia thì ngày hôm qua em đã xuyên đích một cách ngoạn mục, đó là lên cái danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp. Và thật sự là không biết nói gì hơn là em vô cùng cảm ơn Siberia, cảm ơn hệ thống, những thủ lĩnh, những người dẫn đường, và cảm ơn cái đội ngũ của em đã mang đến cái thành quả, cái kết quả cho em ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời. Em không biết nói gì hơn, và tuyệt vời hơn là em đã giúp được một cái từng một trong đội ngũ của em chỉ mới tham gia 2 tháng, và bạn ấy tháng vừa rồi thì trong đội hình Dream Team vừa rồi thì bạn ấy đã tức là bạn ấy cán đích tư vấn viên trưởng sớm hơn dự định. Và em đã làm, em anh Cường đã động viên em là bảo cố gắng động viên bạn ấy để xuyên 8 ngàn, nhưng mà kết quả thật bất ngờ, em nghe theo thủ lĩnh Vàng Quốc gia Trương Huy Cường thì em đã động viên hệ thống của bạn ấy, và bạn ấy mục tiêu là xuyên cao cấp, nhưng mà rất chi là đáng tiếc là đáng lẽ ra là bạn ấy xuyên cao cấp một cách giống như là dễ dàng, nhưng mà vì cái thời gian nó quá gấp và nó nghẽn mạng, thực sự là cái số đơn hàng thì bạn ấy đã đủ xuyên cao cấp, nhưng mà tối hôm qua thì nó nghẽn mạng, và bây giờ 12 giờ kém 10 thì còn những 5 đơn hàng chưa đặt nữa. Và thật sự là rất chi là tiếc nuối, thì bạn ấy đã xuyên tư vấn viên trưởng với cái mức với cái doanh số là 9.412 điểm, rất chi là tuyệt vời. Dạ, thì ngày hôm nay cái thu nhập của em thì đúng là nó thật sự bất ngờ, tháng này cái thu nhập của em cả cái tiền thưởng 15 triệu khởi động nhanh nữa, thì cái thu nhập của em nó sẽ bằng nửa năm lương làm giáo viên của em trong công tác 14 năm qua ngành giáo viên. Và thật sự là em không biết nói gì hơn là một lần nữa là xin cảm ơn tất cả. Ngày hôm nay em xin chúc mừng tất cả những con người, những anh chị em đã may mắn, đặc biệt là những tư vấn viên mới ngày hôm nay đã biết đến Siberia. Thì thật sự là đúng là ai thật sự là có may mắn, có đủ nhân duyên và có đủ phúc đức thì mới đón nhận cái cơ hội này. Và không những thế thì ngày hôm nay em đã giúp được rất nhiều con người, cũng thay đổi cái sức khỏe và cũng thay đổi cái giá trị cuộc sống. Và đặc biệt em là người giáo viên, em tham gia thì hôm nay em đã thu hút rất chi là nhiều giáo viên, đội ngũ của em có tới 30 giáo viên tham gia trong Siberia. Và em cũng thật sự là bản thân em ngày xưa là một con người rất nhút nhát, và thật sự là khi mà vào cái môi trường S9 em đã thay đổi từng ngày một. Đồng thời là cái giá trị mà em nhận được lại thì nó vô cùng tuyệt vời. Em có nằm mơ cả đời cũng không thể nào mà mình nhận được cái giá trị, những giá trị vô cùng tuyệt vời như vậy. Em, những người trong gia đình em dần dần giải quyết được những vấn đề sức khỏe mà bị bao nhiêu năm nay mà không điều trị được. Và đồng thời là em cũng đã giúp được rất nhiều người xung quanh em nữa. Và em tin chắc rằng em sẽ thành công còn tiến xa hơn với Siberia, bởi vì em xác định công việc này em vẫn đang làm giáo viên.
em chưa nghỉ hẳn có nghề giáo viên, nhưng mà em mới chỉ làm thêm thôi. Và cái vì cái dịch Covid-19 mà giáo viên hiện nay nói tất cả các anh chị em bỏ quá là đang mất dạy, cho nên là em đầu tư toàn bộ thời gian với CVD, và cái kết quả thì nó không biết nói dối. Đối với CVD, đối với các công việc khác, là mình muốn được thành công thì mình phải đòi hỏi đánh đổi rất nhiều cái đánh đổi, đó là về tiền bạc, về công sức lao động. Nhưng mà đối với CVD thì không phải đánh đổi những cái đó, mình chỉ đánh đổi bằng cái sự nỗ lực cố gắng của mình thôi. Mình đầu tư thời gian để mình học hỏi và mình làm theo những cái gì mà hệ thống đã dẫn đường thì chắc chắn là mình sẽ thành công. Thì bản thân em đã áp dụng cái sự nỗ lực cố gắng của em vào cái kinh doanh đối với CVD. Ngày hôm nay là cái kết quả này thì nó không biết nói dối, và nó đã chứng minh được những cái mà tức là những cái nỗ lực của em. Và em cũng mong muốn với mọi người rằng là đối với CVD rất chi là đơn giản, mọi người hãy dành toàn bộ thời gian cho nó, và mọi người hãy cố gắng học tập, nỗ lực làm, tức là mình học tập một cách nghiêm túc và mình làm theo hệ thống những người dẫn đường đã đưa sẵn con đường cho mình đi rồi, còn chuyện đi nhanh hay đi chậm là do chúng ta thôi. Và anh Tú, tức là thủ lĩnh của nhánh bọn em, là cũng có câu nói mà anh Cường luôn luôn nhớ, đó là CBD là một cái núi vàng, núi sức khỏe. Anh chị em chúng ta đã có sẵn phương tiện rồi, việc anh chị em chúng ta có muốn khai thác hay không thôi, chúng ta khai thác nhiều hay ít là do mỗi anh chị em trong tư vấn, trong đội ngũ. Vì vậy mà cả hệ thống luôn áp dụng. Và em muốn chia sẻ một cái điều tuyệt vời này nữa, tức là mỗi lần em đi dứt kem về thì em lên một cái danh hiệu mới. Sau dứt kem Hà Nội 13 thì em đã bay từ Bình Phước ra Hà Nội, em tự đúng một ngày dứt kem rồi, và em đã nhận ra cái con đường ở CBD, và tháng đó em đã lên tư vấn viên trưởng. Sau đó là dứt kem miền Nam 04 thì em tự thì em lên tư vấn viên cao cấp. Và rất tuyệt vời là đội ngũ miền Nam vừa rồi là được dự cái dứt kem miền Nam 05 mà miền Bắc không được dự ấy. Thì em đã suy nghĩ một điều rằng là sau khi dự dứt kem này chắc chắn là em sẽ lên nhà tư vấn chuyên nghiệp, và đúng cái điều đó đã xảy ra, rất chi là vô cùng tuyệt vời. Cho nên là cứ đến mỗi một mùa dứt kem là em sẽ lên một cái danh hiệu mới, vô cùng tuyệt vời. Một lần nữa là em cảm ơn thủ lĩnh Vàng Quốc gia Trương Huy Cường đã cho em chia sẻ những cái gì, những cái tâm sự của em. Dạ, em xin hết. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Phạm Di, chúc mừng Phạm Di. Chúng ta thấy không, 9 tháng, đúng không? 9 tháng và bằng một cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bằng cái việc chia sẻ cái núi sức khỏe và cái núi vàng đấy cho nhiều người khác đấy, thì bạn ấy được tưởng thưởng một cách xứng đáng cùng với người anh trai của mình và đội nhóm của mình. Chỉ có 9 tháng và 14 tháng và 14 năm, 9 tháng tạo ra dòng thu nhập thụ động, tháng này thì nó sẽ gấp khoảng 8 lần so với tháng lương của bạn ấy. Chúng ta thấy đấy, đó là một cái điều nó thực sự là tuyệt vời, và đó là một cái sự minh chứng cho nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng. Cảm ơn sự chia sẻ của Phạm Di, và chúng ta sẽ nghe thêm một sự chia sẻ nữa của một người rất là tuyệt vời đã xuất sắc khóa thành công danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp trong cái tháng mà có rất là nhiều ngành nghề khác họ gặp khó khăn, đúng không? Thì chị đã bứt phá một cách ngoạn mục. Xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Kim Trung. Dạ vâng. Xin chào thủ lĩnh Vàng Quốc gia và xin chào tất cả anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom hôm nay. Thực sự là Trung vô cùng hạnh phúc khi được lên chia sẻ với anh chị em trong buổi hôm nay. Thì trước khi đi vào phần chia sẻ, Trung xin tự giới thiệu về mình. Tôi là Nguyễn Thị Kim Trung, tôi sống và làm việc tại Hà Nội. Và năm nay là tôi thực sự là nếu mà tính tuổi đẻ là 49 tuổi, nhưng mà tôi cứ thích là tính 48 tuổi mà cũng không thích ai vào tuổi của mình cả. Đấy, chính vì vậy tôi vào CB thì trước tiên là tôi làm công việc truyền thống. Nhưng mà khi trong công việc truyền thống nó đã lấy đi rất là nhiều thời gian đúng sức khỏe của tôi. Và tôi luôn đau đáu tìm cho mình một cái cơ hội để làm sao để thay đổi chất lượng cuộc sống. Nhưng trong vòng một thời gian làm việc với công kinh doanh truyền thống thì tôi đã mất đi những cái sức khỏe. Và sau đó tôi cũng nhận được một người chị cho thông tin về kinh doanh theo mạng. Và khi tôi đã tìm cái kinh doanh theo mạng rồi thì tôi cũng hợp tác với một cái tập đoàn khác, đó là tập đoàn Vision. Tôi làm trong vòng gần 3 năm, nhưng mà với một cái thu nhập của tôi nó được rất là ít ỏi, và tháng có tháng không, nó thực sự là cảm tưởng như mình không đủ tiền để đi cà phê và đi tuyển dụng. Chính vì thế sau khi, nhưng mà tôi vẫn yêu Vision ạ. Nhưng sau khi Vision bị rút giấy phép thì trong khi đó tôi lại quay về cái kinh doanh truyền thống. Và rất là may mắn được một người chị cho tôi thông tin về tập đoàn của CB. Cho tôi 3 lần tôi không quan tâm ạ. Thì tôi vẫn rất yêu ngành kinh doanh thương mại, tôi yêu Vision. Và tôi nghĩ là Vision là nhất nhất rồi. Trong khi đó tôi lại vẫn tiếp tục kinh doanh truyền thống. Và đến khi tôi bị bí tắc
tức là nó chỉ được thời gian đầu thôi, và thời gian sau thì nó rất là chậm với cái ngành kinh doanh truyền thống. Theo mọi người biết rồi đó, chỉ được lúc đầu thôi ạ. Và lúc đó tôi đã gọi cho chị, tôi bảo là chị đưa em lên cái công ty nào mà chị nói chuyện với em đó. Thực sự là đến lúc chị bảo thế hôm nay mấy giờ em đi được, thì bảo em phải bán hàng xong em đi được. Thế thì đến khi bán hàng xong tôi lên thì, tôi tìm hiểu, khi mà mọi người cho thông tin thì thực sự là đến khi tôi cầm đến cái quyển catalog thì tôi mới nhận thấy là tôi đang kinh doanh một cái dòng sản phẩm bên kia, mỗi tháng tôi phải bỏ ra 8 triệu để mua cái suất tích cực đó, thì tôi mới làm việc được. Mà tôi làm việc trong vòng hơn 2 năm, thu nhập của tôi nữa, tháng cao nhất thì là 11 triệu, còn có những rất nhiều những tháng chỉ được 1-3 triệu thôi. Nhưng tôi vẫn quyết tâm, và đến sang cái này tôi bảo tại sao cái dòng sản phẩm nó lại như thế này. Và tôi nhìn đến những cái nấc thang sự nghiệp, và tôi nhìn thấy những người thành công, những người đi trước, và tôi xem cái quyển catalog đó thì tôi mới nghĩ là nếu như một dòng sản phẩm nó không tốt, một cái sơ đồ kinh doanh không tuyệt vời, thì làm sao thủ lĩnh Trương Như Cường 4 năm lại có những cái danh hiệu như thế này. Và giữa lúc đó tôi vào thủ lĩnh Phạm Tiến Huyên cũng đang bước chân 3 năm 6 tháng vào, bước chân vào chương trình thủ lĩnh quốc gia. Chính vì vậy tôi đã nhận được cơ hội này, và tôi đã quyết định tôi ký hợp đồng ngay lúc đó ở tại công ty. Và sau một thời gian làm việc thì tôi đúng là tôi vẫn tâm đắc những cái câu nói của thủ lĩnh Trương Huy Cường là càng vào CBD càng làm lâu, càng vào sâu càng sướng. Thì tôi bây giờ tôi vô cùng sướng và tôi vô cùng hạnh phúc, bởi vì như thế này ạ. Tháng 2 năm 2020 thì tôi bước chân vào mở danh hiệu là nhà tư vấn chuyên nghiệp. Và tôi vô cùng hạnh phúc, và tôi luôn luôn trong cái tháng 2 đó tôi hình dung cho mình là gia đình nhà mình, bản thân mình ngồi trên một con xe trắng, con xe i10, và tôi vẫn nghĩ như thế. Và đi đường tất cả tôi nhìn thấy những con xe đó là tôi hình dung gia đình nhà tôi ngồi trên đó rồi. Nhưng mọi người có biết không ạ? Bắt đầu được tháng 2 được vài hôm thì tôi nghe thấy cái đại dịch về Việt Nam, và tất cả những cái ước mơ của tôi đã bị dập tắt. Bởi vì bao nhiêu những cái cửa hàng cửa hiệu và bao nhiêu những công ty bị đóng cửa, mà bản thân tôi lại rơi vào cái tháng thứ hai là tôi thất khóa. Như thế này thì tôi làm sao mà có thể tôi làm được. Và tôi mất một ngày tôi nằm ạ. Tôi nằm tôi suy nghĩ, bây giờ mình đã bước chân cố gắng như thế này rồi, mà tại sao lại phải bước cái đợt dịch như thế này, thì mình làm thế nào đây, mình lại phải xây dựng lại à. Nhưng không ạ, sau một cái buổi tôi nằm đó, tôi bảo mình không thể như là một cái thằng hèn như thế này được. Và tôi đã bục dậy, tôi chạy sang công viên Hòa Bình, tôi đi chạy. Và sau cái thời gian tôi chạy, tôi đang chạy vừa chạy, và tôi đeo tai nghe, tôi đọc những cái câu, tôi nghe những cái bài học sách nói về tiềm thức. Và tôi mới nghĩ ra, tôi nảy nghĩ ra, tôi bảo là tôi lại hình dung ra, và tôi có những ý định là tôi phải làm như thế này, nhất định tôi không thể nào không thành công trong cái tháng 2 được. Sau khi đó, tôi về ngày hôm sau, tôi quyết định và tôi ra những cái chiến lược mới. Tôi tập trung toàn bộ nguồn lực đến tất cả các tư vấn viên của tôi. Tôi nhìn những con người nào là khả năng của họ như thế nào. Tôi tập trung tất cả từ người tư vấn viên cao cấp cho đến tư vấn viên trưởng, rồi đến những người tư vấn viên K4, K5 như thế nào. Tôi lên kế hoạch rõ ràng và tôi tập trung, tôi chiến đấu. Nhưng không phải là thời gian dài. Đến ngày 18 hay 20 gì đó, tôi hỏi mọi người, thì mọi người cũng là chuyên nghiệp như tôi, họ đã lên 4.000 và có người lên đến 10.000 rồi ạ. Nhưng tôi mới chỉ được có 2.000 người ạ, hơn 2.000 người ạ. Đó là doanh số nhóm ạ. Thế thì tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi quyết tâm tập trung và tôi tạo mọi lực vào đây. Thì thực sự là đến khi tôi chốt tháng 2 là một cái mùa dịch, tôi cảm thấy là vô cùng vẻ vang, và tôi chốt một cách ngọt ngào. Và hiện tại đến bây giờ nhà tôi sản phẩm chỉ có đủ sản phẩm nhà tôi dùng, nhưng không có một lọ sản phẩm nào khác, và tôi vô cùng hạnh phúc, và tôi cảm thấy là vui, rất là vui. Và cái niềm hạnh phúc của tôi đó, sau cái buổi hôm qua thì mọi người chúc mừng tôi rất nhiều, nhưng lúc đó tôi chưa quan tâm đến những cái thành công của mình. Và bên cạnh đó, chiều tối hôm qua rồi, có một bạn, đó là bạn Tuyến ở Ba Vì, bạn là người thứ hai bước chân vào tập đoàn là từ tháng thứ hai, nhưng tôi bảo bạn đó là quyết tâm tháng này em phải là K5. Và bạn đấy cũng làm thường xuyên, bạn ấy ra quyết định chiến quyết liệt, và khi bạn ấy chiến quyết liệt thì tôi cũng đồng hành với bạn đó quyết liệt.
và chiều tối hôm qua tôi cho mọi người chúc tất cả nhóm nọ nhóm kia chúc rất là nhiều, thì tôi vẫn đang đi để làm. Ngày hôm nay mọi người đã bảo là hạn chế ra đường, thì tôi đã đưa kịp đưa những cái dòng sản phẩm đó, hai chị em mỗi người đi một nửa đường, gặp nhau ở đâu đưa cho nhau ở đó, để cho bạn ấy có những cái dòng sản phẩm để bạn phục vụ những người dân trên bao bì cho người dân. Rất là tuyệt vời, cảm ơn cái chia sẻ đầy cái năng lượng và của chị Trung. Và tháng 3 vừa rồi đúng không, chị Trung đã thành công khóa danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp đấy, và được tưởng thưởng một cái chuyến du lịch 20 triệu của cái danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp đấy, và chuẩn bị nhận ô tô trong dự án ô tô đúng không? Và chúc mừng cho chị, hẹn chị sẽ có những cái buổi chia sẻ khác. Bây giờ thì còn ít phút còn lại thì cùng dành cho hai bạn mới nào lần đầu tiên mà tham dự Sibri ấy, có đang tìm hiểu, đặc biệt là những ai đó mà muốn thực sự khát khao muốn kinh doanh, mà chúng ta có cái câu hỏi gì chúng ta muốn hỏi, ai muốn hỏi thì bật mic nói tôi và Cường sẽ trả lời. Xin mời. Tôi câu hỏi là dành cho những người đang tìm hiểu. Vâng. Xin mời tôi. Bạn Hương Tràm có thể bật video được không? Dạ ok. Rồi xin mời Hương Tràm. Dạ. Em mới vào CPD đang cũng chưa hiểu rõ về sản phẩm và cách làm nhá. Ok. Tức là em muốn hiểu rõ về sản phẩm là cách làm, what và how đúng không? Sản phẩm là gì đúng không? Và cách làm. Thế thì từ lúc đầu giờ em nghe nhà tư vấn chuyên nghiệp Phương Phương chia sẻ về sản phẩm, em có hình dung ra là có nhiều người cần phòng đột quỵ ung thư không này, có nhiều chị em thích là trẻ đẹp mãi mãi tuổi 20 không, và đàn ông muốn luôn luôn chiến thắng trong mọi cuộc chơi là đàn ông đích thực không, có nhiều người mà trong lúc dịch bệnh này muốn cái hệ miễn dịch của mình một cách khỏe mạnh để bảo vệ, nếu như có bị virus tấn công ấy thì miễn dịch nó sẽ kháng thể và nó chống đỡ lại. Em có muốn không? Em dạ có vâng. Nhìn thấy nhiều người muốn điều đó không? Em thấy các anh chị chia sẻ rất là hay về sản phẩm, nhưng em cũng nghĩa là nghe mọi người chia sẻ, các tuyến trên các anh chị đã thành công và chia sẻ, thì em thấy nó rất là hay và em cũng muốn làm về đi sâu vào CBD. Nhưng mà hiện tại thì do em cái quy trình và cái ấy của em chưa được sắp xếp, đâm em cũng chưa biết là làm từ đâu thế nào. Ok, rất là tuyệt vời, cảm ơn Hân Tràm. Ở đây mọi thứ đã được quy trình hóa, hệ thống hóa, thế thì em hãy hỏi người hướng dẫn của mình đúng không? Sử dụng những bước đi đầu tiên để mình đi từng bước một. Bước đầu tiên em sẽ được học và hiểu về sức khỏe và hiểu về sản phẩm đúng không? Bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư em sẽ biết cách làm sao để kết nối, chia sẻ với những người đồng đội để giúp mình và giúp đỡ những người khác. Rồi em học về mindset, về các ngành kinh doanh này đúng không? Qua những cái bài, những cái chương trình huấn luyện đào tạo để hướng dẫn, và nó đã được có video có sẵn hết tất cả mọi thứ rồi, người hướng dẫn sẽ giúp cho em. Cái bài thứ nhất về mindset, nó sẽ giúp cho mình biết là cái việc quan trọng nhất của em lúc này là gì, và em cũng sẽ biết được cái đích cuối cùng trên con đường này là em trở thành ai, em đi đến đâu, đúng không? Đấy. Cái bài số 2 nó sẽ giúp cho em biết chính xác là tại sao mà Sibri lại trả tiền cho em, nhờ những công việc gì hàng ngày để mình biết. Cái bài số 3 em sẽ hình dung được cái sức mạnh về cấp số nhân, sao chép và nhân bản, để em có thể hình dung ra được sức mạnh. Ồ, tại sao cái sức mạnh nó tuyệt vời này mà ngày từ lâu lắm rồi hay là đâu đó mình chưa biết, ví dụ như vậy. Rồi bài số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, ví dụ thế. Và em sẽ được sao? Trong vòng 72 giờ thôi, em nắm kiến thức cơ bản nhất về, đầu tiên là về mindset này, về sản phẩm này, về sơ đồ trả thưởng, rồi 6 bước để làm việc với những cái ý kiến phản đối để giúp họ làm rõ mà họ chưa hiểu. Đấy, và như vậy là em có thể bắt đầu kinh doanh được chỉ trong vòng 72 giờ đồng hồ thôi. Em rất cảm ơn anh ạ. Em thấy cũng hình dung ra cái sơ đồ và các cái quy trình được của 72 giờ.
Ok, và em hãy làm việc cùng người hướng dẫn, cùng với hệ thống để học và chuyển giao toàn bộ cái quy trình đó và hướng dẫn lại người khác rất là nhanh. Và kinh doanh này nó là kinh doanh thực chiến và mình sẽ học được rất nhiều từ hành động, đúng không? Đấy. Rồi, chúc cho em thành công. Dạ vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin chào, ok. Xin mời một anh chị em mới nữa. Một anh chị em nào đang tìm hiểu hoặc là tư vấn viên mới cứng có thể bật mic. Ai muốn hỏi bật mic nói tôi. Tôi. Rồi xin mời dành cho một người ok đây rồi. Tôi. Hồng Mỹ. Em. Ok xin em mời. Ạ. Xin mời chị. Tôi. À xin mời chị Hồng Ngân. Vâng xin mời chị Hồng Ngân. Dạ vâng. Em là thành viên mới. Em chào anh Cường ạ. Em chào toàn thể anh chị em trong Zoom ạ. Anh ơi cho em hỏi là ví dụ như là mình có tuyến dưới là một người ạ. Mình có tuyến dưới là một người thì mình sẽ được phần trăm là như thế nào, và mình có tuyến dưới một người nữa thì sẽ là phần trăm như thế nào, và người thứ ba nữa thì sẽ là phần trăm như nào, em chưa hiểu cái chỗ đấy. À rồi, cảm ơn em, câu hỏi rất là tuyệt vời. Bao nhiêu trong số các bạn cũng có những cái quan tâm chung giống như bạn Hồng Vân vừa rồi giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Thế thì cho em biết là đấy, bạn học cái bài học số 2 ấy, tại sao Siri trả tiền cho bạn ấy, thì bạn biết là Siri không trả tiền cho quảng cáo tiếp thị bán buôn bán lẻ. Siri dành 40% doanh thu theo quy định của pháp luật Việt Nam, đúng không? Dành tối đa 40% doanh thu để chi trả cho lợi nhuận, để chi trả cho các lợi ích kinh tế khác như du lịch, như xe hơi, vân vân. Thế thì là không trả tiền cho quảng cáo tiếp thị bán buôn bán lẻ, chỉ trả tiền cho người tiêu dùng yêu sản phẩm chia sẻ. Đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai là để trả cho cái lợi nhuận từ cái việc em giúp đỡ này, huấn luyện, đào tạo, dẫn dắt những người khác để em có cái thu nhập thụ động. Thế thì trả từ 8-37% và trả chính xác như thế nào ấy, thì em một là hỏi người hướng dẫn của mình, hai là vào cái kênh YouTube Trương Huy Cường đó, cái bài số trong đó nó có một cái bài học, bài số 6 là vĩ đại do lựa chọn, thì em học cái sơ đồ trả thưởng Uyên Bắc đó của Sibri. Sơ đồ trả thưởng có rất là nhiều người hỏi Sibri là sơ đồ gì, thì nó có một cái sơ đồ trả thưởng Uyên Bắc, có nghĩa là gì, có nghĩa là không giới hạn chiều sâu đấy, ví dụ em nhân tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10, vân vân, rồi không giới hạn chiều ngang, bác là rộng mà, đó, không giới hạn chiều ngang, không giới hạn chiều sâu. Và em hãy tìm hiểu cái sơ đồ trả thưởng Uyên Bắc đó và em viết xuống đây cái gì chưa hiểu hỏi đến mình nhé. Đấy, và trên Zoom trong một vài giây phút này thì đó là một thách thức là khó để anh có thể hình dung cho em hiểu được, nhưng mà em hãy nghe cái video đó vài chục phút thôi là em hiểu, em nắm tất cả mọi thứ và đi hết sơ đồ trả thưởng này, mình sẽ đi đến đâu và có những cái lợi nhuận như thế nào. Và chúc cho em thành công. Em cảm ơn anh nha. Rồi xin thêm một câu hỏi nữa, anh chị em nào. Em ạ. Tôi. Em ạ. Rồi xin mời chị Hồng Nghi. Tôi. Chị Hồng Nghi nào. Vâng. Vâng, xin chào thủ lĩnh, xin chào tất cả anh chị em ở trên Zoom ạ. Vâng, thì tôi vào Siri từ 20 tháng 3. Thì tháng đầu tiên thì tôi được tuyển dụng được 6 người và có được 1.000 điểm doanh số. Và tháng này thì tháng 3 thì tôi vào từ tháng 2 thì tháng 3 thì tôi được 1.700 điểm doanh số. Thì tôi hỏi thủ lĩnh là tôi muốn lên K5 và tháng 4 là thì tôi cần tuyển dụng thêm bao nhiêu người nữa để đạt cái để ý bếp nhau nhá. Hỏi của chị Hồng Nghi. Vâng. Thế thì muốn đặt mục tiêu là danh hiệu K5 đúng không nào? Thế thì đầu tiên phải hiểu là K5 là tổng doanh số hay là đặc biệt. Thì K5 là 2.500 điểm. Đấy, thế thì chị hãy giúp người của chị lên K4. Thì hãy giúp cho hai người K3 là 2.000 điểm rồi. Đấy, một người K, hai người K2 là 2.400 doanh số cá nhân nữa. Thế là chị lên K5. Và để nỗ lực chia sẻ và kết nối cái tháng này làm sao đấy
thêm 10 người nữa. Đó, bởi vì lúc này rất nhiều người cần chia sẻ. Em thì hãy chia sẻ. Cảm ơn thủ lĩnh. 10 người mới nữa. Và chắc chắn là không những chị Xuyên K5 mà Xuyên cao hơn rất là nhiều. Chúc cho chị thành công. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh ạ. Tất cả các cái câu hỏi vừa rồi. Và chúng ta thấy không ạ, khi mà chúng ta nghe những cái câu chuyện thành công của Sibri ấy, thì tất cả mọi người đều nói là may mắn khi chúng ta nghe những người sử dụng sản phẩm. Và họ đều cũng chia sẻ là may mắn khi mà biết đến Sibri. Nhưng có rất là nhiều người biết đến Sibri, cũng cả nhà biết là Cường cũng biết đến Sibri cách đây hơn 5 năm rưỡi. Không những cuộc đời thay đổi, hàng vạn con người đã thay đổi, đúng không? Đấy là một cái nhân duyên rất là may mắn. Và cũng từ một cái thông tin, một cái nhân duyên chia sẻ này, thế thì những ai đủ duyên thì đó thực sự là những người may mắn. Thế còn có những chắc chắn là để chúng ta hiểu được, thì chúng ta muốn bắt được hang thì muốn bắt được cọp phải vào hang cọp. Chúng ta muốn hiểu sản phẩm phải trải nghiệm. Chúng ta muốn hiểu S69 phải vào cái môi trường và cái hệ thống huấn luyện đào tạo này, chúng ta mới có thể hiểu được. Cả nhà hình dung không? Đấy, cho nên là sẽ có rất là nhiều người, sẽ có rất là nhiều người biết đến Sibri nhưng có thể gặp những cái rào cản. Đó là những cái thông tin ở đâu đó, lời khuyên của ai đó, nghe đâu đó, rồi vân vân, và chúng ta không bước tiếp tìm hiểu nữa. Đó. Thì tất cả mọi vạn sự tùy duyên thôi. Và công việc của chúng tôi là chia sẻ và kết nối với tất cả mọi người để chúng ta cùng làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Đấy, và Cường rất là ngày hôm nay, trong cái lúc này thì chúng tôi đang phát triển như vũ bão. Chúng tôi đang cùng nhau kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác để cùng làm giàu tập thể. Có rất là nhiều người khó khăn, thì quan điểm làm giàu của chúng tôi đó là cùng nhau làm giàu tập thể. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Đấy, và cùng giúp người khác bảo vệ sức khỏe, giúp người khác thay đổi tư duy, thì chắc chắn một người khỏe hơn, gia đình bạn khỏe hơn, tư duy thay đổi, phong cách sống thay đổi, lối sống thay đổi, thì thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và đó là sứ mệnh cao cả của chúng tôi. Và chúng tôi làm việc ngày đêm, học tập không ngừng nghỉ để lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp này đến cho tất cả mọi người, để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau kết nối, cùng nhau huấn luyện đào tạo, giúp đỡ nhau, cùng nhau phát triển. Và Cường rất là biết ơn 1.000 anh chị em tham dự trên Zoom. Rất là biết ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái live stream này, cái video trực tiếp cũng như là có thể theo dõi lại. Chúc cho tất cả các bạn cuộc đời đẹp như mơ. Chúc cho tất cả các bạn những cái lúc mà mình đang ở nhà cách ly không biết làm gì thì hãy tìm hiểu, bởi vì chúng ta biết là chỉ cần một thông tin thôi, nếu như đủ nhân duyên, chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Giống như những bạn Phạm Duy đấy, chỉ có 9 tháng thôi, đúng không? Thay đổi một cách ngoạn mục. Giống như bạn Hiền khoảng độ 2 năm thay đổi một cách ngoạn mục, và còn rất nhiều những con người khác cuộc đời đã thay đổi. Đấy, và vạn sự tùy duyên. Đó, chúng ta hãy cùng nhau làm phúc hưởng lộc. Hãy gieo những cái quả phúc, những cái điều tốt đẹp này đến cho người khác, thì chắc chắn lộc có phúc thì sẽ có phần. Đó. Xin cảm ơn và tất cả các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Chúc cho tất cả các bạn có một cái cuộc sống tuyệt vời. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái chương trình chia sẻ vào lúc 21 giờ tối nay, để chúng ta nghe những cái bí quyết và những cái câu chuyện thành công tháng 3. Đó. Hẹn gặp lại tất cả các bạn, và chúng ta sẽ cùng nhau bật tim và chúc một cái ngày tuyệt vời. Điện lại nhá, tí nữa xong điện lại rồi tí nữa. Báo là khoảng mấy giờ có cho em để em thuê xe xong.